chào các quý vị đại biểu. Kính chào quý vị khán giả truyền hình cả nước. Kính thưa quý vị, ngày mai 22 triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới. Vâng, 22 triệu học sinh có nghĩa là 1/4 dân số của chúng ta sẽ cắp sách tới trường. Với nhiều bạn nhỏ thì ngày mai có lẽ cũng không quá khác biệt, bởi vì hành trình tới trường đã bắt đầu được một vài năm. Nhưng có nhiều em nhỏ, ngày mai sẽ là một sự kiện thật lớn lao, bởi vì lần đầu tiên bé được cùng các anh chị cắp sách tới trường. Vâng, và như vậy là một hoạt động đặc thù của xã hội lại bắt đầu khởi động với một nhiệm vụ cao cả là trồng người. Một nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh là sự nghiệp trăm năm. Và đó cũng là lý do để chúng ta có mặt ở đây đêm nay trong chương trình truyền hình trực tiếp có tên gọi Thông điệp ngày khai trường. Trong chương trình tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những thành tựu mà ngành giáo dục đã đạt được, đồng thời cùng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn cần phải vượt qua, những vấn đề cần phải giải quyết, có nghĩa là sẽ cùng hướng tới một chiến lược để làm sao đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục mới. Có thể nói là mỗi thời kỳ sự quan tâm của xã hội là dành cho một vấn đề, một lĩnh vực. Có những thời kỳ thì nhiệm vụ nặng nề nhất của toàn xã hội đặt lên vai người lính. Có những thời kỳ khi xây dựng đất nước sau chiến tranh thì nhiệm vụ đặt lên các ngành kinh tế. Và bây giờ có lẽ sự quan tâm của toàn xã hội đang hướng về vấn đề giáo dục, với đòi hỏi làm sao để đào tạo ra những thế hệ học sinh tốt nhất, có những bài giảng hay nhất và cuối cùng là có những con người có ích nhất cho xã hội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu những vị khách mời cùng tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo dục, giáo sư Văn Như Cương. Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, người có rất nhiều kinh nghiệm về giáo dục cả ở trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu trong trường quay của chúng ta hôm nay có rất nhiều các thầy cô giáo đến từ mọi miền của đất nước. Các bạn học sinh ngày mai sẽ đến trường. Vâng, chúng ta đang ở trong một không khí thật là đặc biệt trước thềm của năm học mới. Và có lẽ là chúng ta đều thống nhất với nhau rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của trẻ em đó chính là học tập. Bởi vì ngày mai thì luôn bắt đầu từ ngày hôm nay. Và kết quả học tập cũng như hoàn thiện mình của các em chính là món quà vô giá nhất mà các em dành tặng cho bố mẹ. Vâng, nói như vậy thì không có nghĩa là việc đó luôn được thực hiện dễ dàng. Biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi các em, bao nhiêu sự kỳ vọng của gia đình đặt hoàn toàn vào những đôi vai bé nhỏ. Ngày đầu tiên đi học cũng chính là ngày đầu tiên những em bé bước vào một quá trình đặc biệt, quá trình đi học, học chữ, quá trình rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Trong đời người có nhiều lần đầu tiên, nhưng có lẽ một trong những lần đầu tiên bồi hồi nhất, khó quên nhất, đó là buổi đầu tiên đến trường. Từ đây, một đứa trẻ sẽ chính thức bắt đầu sự nghiệp học hành, để hiểu biết, để làm người. Lớp 1, bước chân đầu tiên trên con đường dài, rất dài và còn nhiều gian khó, nhưng cũng không gì so sánh được với khoảnh khắc này, khi lần đầu tiên ta rời vòng tay mẹ, nắm lấy bàn tay thầy cô, khoác vai bạn bè, cũng là lần đầu tiên hòa mình vào xã hội. Người Việt Nam hiếu học, dặn nhau, ấu bất học, lão hà vi. Người Việt Nam trọng việc học, trọng người có chữ, bất kể ở thành thị hay nông thôn. Thức về hạ. Đấy, này mẹ mua cho con nhiều thứ nhá. Con chịu khó học nhá. Học giỏi vào. Ngày mai bé Mơ vào lớp 1, bố mẹ đã thu xếp một góc học tập riêng cho bé, ông nội rút lương hưu, mua cho bé sách vở mới. Cả nhà vui lây cái háo hức của cô học trò nhỏ này. Mơ tỏ ra sáng dạ, chưa vào lớp 1 nhưng chỉ cần chỉ qua đã biết mặt chữ cái, biết cả đánh vần. Ở làng Đống Thượng, tất cả trẻ em như bé Mơ đều được tạo điều kiện đi học và hầu như tất cả đều học giỏi. Làng có 137 hộ nhưng đã có gần 50 người có trình độ đại học. Làng chúng tôi nói thật là học là khá tất trong 4-5 cái thôn quanh đây đấy. Các cháu cũng rất cố gắng học. Nói chung là xóm trên, xóm dưới này. Thế là các cháu đang bảo là nói chuyện hôm nọ là bảo là khéo lại ông quân nghề lại khéo lại đưa dẫn các cháu học tiến lên. Tại vì là mấy cái thôn trong đây là mấy năm nay là cấp 3 ở đại học là cái thôn chúng tôi nó vẫn là đứng thứ nhất đấy. Thanh Hoàng làng Đống Thượng là tiến sĩ Nguyễn Sư Hữu, được ghi danh trên bia đá ở văn miếu Quốc Tử Giám. Thờ người học cao cũng là đề cao đạo học. Các cháu từ cái lớp mầm non đã có một cái truyền thống là được ông bà bố mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ.
bảo các cháu là coi như vậy là từ những cái bước là còn bồng bột, nhưng mà coi các cháu đã rất là chăm chỉ học hành. Do đó mà cứ năm một là các cháu đều được lên lớp và các cháu đều thành đạt. Để thành người thì có nhiều con đường, nhưng mà ở một cái làng quê như chúng tôi thì ngoài cái con đường học thì không còn con đường nào khác để có thể là tiến lên các vị trí đứng trong xã hội. Mà con đường học là con đường duy nhất đối với để lựa chọn cho một cái vùng quê nghèo như chúng tôi. Ước mơ có được một vị trí cao trong xã hội nhờ học hành, ước mơ chính đáng đâu chỉ của học trò làng Đống Thượng. Trên khắp đất nước này, sao kể xiết những làng hiếu học, những đất nhân tài. Khi mà đi học, được đi học vẫn là ước mơ, là lựa chọn để thoát nghèo, để thành tài cống hiến cho đất nước. Tất cả những ước mơ đó đều bắt đầu từ những điều đơn giản, từ con chữ đầu tiên, từ lời mẹ dặn dò. Chiếc cặp chưa nhiều sách vở, nhưng đã nặng trĩu những giọt mồ hôi tần tảo như những hạt thóc vàng, gieo xuống đất nâu cho con chữ nảy mầm. Những người bố người mẹ nông dân, những người bố người mẹ nơi thành thị tất bật và hối hả, biết bao lo toan, biết bao mong đợi vào con mình từ những bước đầu tiên. Ngày mai, bé Mơ vào lớp 1. Ngày mai, hơn 1 triệu em nhỏ trên khắp Việt Nam cũng bước vào lớp 1. Lớp vỡ lòng với những bài học đầu tiên trong niềm vui sướng nguyên sơ, trong niềm tự hào tươi mới. Vâng, quả thật là từ những em bé như em bé Mơ, từ những ngày đầu đi học cho đến những kỹ sư bác sĩ của ngày đầu đi làm là cả một quá trình dài, cả một quá trình phấn đấu rất dài, rất nhiều vấn đề phải giải quyết, đúng không? Dạ vâng, và cũng chính vì sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự tâm huyết của mỗi gia đình, của mỗi phụ huynh mà có thể nói rằng những thành tựu của ngành giáo dục đến ngày hôm nay là rất đáng kể, rất nhiều. Chúng tôi chỉ xin lấy những con số cụ thể trong năm vừa qua. Năm 2007, chúng ta có 61% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 55% tỉnh, thành phố được công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì đây là những con số rất ấn tượng. Vâng, có thể nói bên cạnh thành công, bên cạnh những vùng sáng thì bất cứ một lĩnh vực nào cũng cần thẳng thắn nhìn vào những vùng tối còn sót lại. Và sau đây mời quý vị và các bạn hãy xem một phóng sự của chúng tôi về vấn đề này. Với một nước đang phát triển như Việt Nam, 94% số người biết chữ và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học được thế giới công nhận là một thành tựu to lớn của một nền giáo dục của dân, do dân và vì dân. Nhưng giáo dục Việt Nam những năm qua còn được biết đến với những thành tích ấn tượng trong lĩnh vực đào tạo mũi nhọn và nghiên cứu khoa học. Hàng năm, đất nước đón mừng những tấm huy chương từ các cuộc thi Olympic quốc tế, chào đón những tân thủ khoa từ các trường đại học, chia vui cùng các em học sinh với những suất học bổng du học đem kiến thức về xây dựng quê hương. Nền giáo dục Việt Nam có được như ngày nay tuy kinh tế chưa phát triển là vì dân tộc Việt Nam có một truyền thống hiếu học đã lâu đời để lại mà nhiều nơi họ rất ca ngợi, rất mong ước được như là cái hiếu học của Việt Nam. Đấy chính là cái nôi và đấy là cái giá đỡ, đấy là cái điểm tựa của nền giáo dục chúng ta. Chúng ta phải giữ cái này và phải phát huy cái này, không để mất đi, không để mai một. Xét ở một khía cạnh nào đó, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của đất nước trong những năm gần đây là thành quả của cả một bề dày giáo dục. Những thành tựu hội nhập gần đây đã tạo ra một động lực và một môi trường rất lớn để ngành giáo dục tạo nên bước đột phá. Những cơ hội mới được mở ra, các trường có đẳng cấp khu vực và quốc tế tại Việt Nam ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Nhưng hội nhập cũng đặt ra một thách thức mới. Nguy cơ mất cân đối giữa cơ cấu kinh tế xã hội và cơ cấu giáo dục, giữa đào tạo và sử dụng luôn luôn tiềm ẩn. Chúng ta đang vừa rất thiếu thầy, rất thiếu thợ và cũng vừa thừa thầy, thừa thợ. Chứ không phải là thừa thầy, thiếu thợ. Thiếu là chỗ chúng ta đang hội nhập, rất nhiều công nghệ mới và phương tiện hiện đại sẽ được vào trong các ngành sản xuất mà nhà trường chúng ta chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng đó.
tức là thiếu vì thứ nhất tức là cái chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu mới, thứ hai là cái có nhiều người thì có thể làm việc được nhưng mà không có chỗ để làm việc cho nên thừa. Cái thừa đấy thì rõ, thế còn thiếu thì rõ ràng là quá trình hội nhập chúng ta thiếu những người là có năng lực làm việc tốt, thế còn thừa là thừa những người mà không có năng lực hoặc là không tìm được việc làm. Chứ tôi cho rằng một vấn đề cấp bách làm thế nào các bộ ngành sản xuất, các cơ quan quản lý lao động nhà nước ở tầm vĩ mô phải có được cái dự báo nhu cầu lao động các ngành nghề trình độ để làm cơ sở cho ngành giáo dục đào tạo triển khai cái công tác đào tạo. Nếu không thì đào tạo cứ đi một đường mà sản xuất yêu cầu cứ một nẻo thì như vậy cái thừa cái thiếu ở chỗ đấy. Hội nhập đồng nghĩa với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Người ta bắt đầu nói nhiều đến việc bảo tồn và phát huy những giá trị của người Việt Nam khi hội nhập với bạn bè quốc tế, mà trong đó giáo dục luôn giữ vai trò then chốt. Phải làm sao xây dựng được cái hệ giá trị của Việt Nam trên cơ sở đúc kết cái hệ giá trị truyền thống của Việt Nam cũng như là những giá trị gần đây mà nhân dân ta đã đạt được, trong đó có một giá trị ví dụ độc lập dân tộc chẳng hạn, chúng ta phải giữ đời đời chứ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm tốt cái định hướng giá trị này thì nó cũng sẽ mai một. Người ta cốt kiếm sống, còn sống như thế nào cũng được, nghĩa là anh độc lập hay anh phụ thuộc, thì nếu nhất là đứng cảm dân tộc thì làm sao mà chúng ta gọi là có lý tưởng tốt đẹp được. Giáo sư Phạm Minh Hạc cho rằng việc vun đắp hệ giá trị Việt Nam vào mỗi con người Việt Nam là một trách nhiệm rất lớn của ngành giáo dục. Chỉ khi có thước đo về giá trị thì mới đánh giá đúng con người, từ đó có những chính sách đúng đắn trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, làm sao để mỗi người làm và hưởng đúng với giá trị do mình làm ra cho xã hội. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, tôi nghĩ rằng là mỗi người đều có những trăn trở, những suy tư riêng về nền giáo dục của đất nước. Và trước thềm năm học mới sẽ thật là ý nghĩa khi chúng ta được cùng trò chuyện với những vị lãnh đạo, với những nhà khoa học rất tâm huyết với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ba vị khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân. Người ngồi bên cạnh chị Kim Ngân là nhà giáo dục giáo sư Văn Như Cương, và người tiếp theo là Tiến sĩ Vương Quân Hoàng. Chúng ta đã có dịp làm quen ở đầu chương trình. Thưa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, có lẽ là từ thời điểm này xin phép chúng tôi được gọi ông với chức danh là Bộ trưởng, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi những vấn đề liên quan đến giáo dục. Câu hỏi đầu tiên, thưa Bộ trưởng, ngành nước ta đã dành sự quan tâm như thế nào cho ngành giáo dục trong những năm qua? Sự quan tâm của đất nước chúng ta cho giáo dục có lẽ được minh chứng rất đẹp bởi ngày độc lập mùng 2 tháng 9 năm 45. Thì một ngày sau đó, ngày 3 tháng 9, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ có nêu 6 nhiệm vụ đất nước. Nhiệm vụ thứ nhất là chống giặc đói, và nhiệm vụ thứ hai là chống giặc rốt. Và cũng ngày mùng 3 tháng 9, Bác Hồ ký sắc lệnh về bình dân học vụ. Trong đó có nêu, trong vòng một năm, tất cả người Việt Nam từ 8 tuổi trở lên phải biết học chữ quốc ngữ. Có thể nói, tấm lòng và sự quan tâm của Bác từ đó đã trở thành truyền thống đất nước chúng ta, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Từ cái phương châm đó thì trong những năm gần đây, chúng ta đã không ngừng hoàn thiện những hệ thống luật pháp để phát triển giáo dục. Luật giáo dục đã được thông qua, chúng ta có luật dạy nghề, có nghị quyết quốc hội về phát triển đội ngũ nhà giáo, có chiến lược giáo dục 10 năm 2001-2010, có nghị quyết phát triển giáo dục đại học của chính phủ. Vấn đề thứ ba, sự quan tâm là dành đầu tư tiền cho giáo dục. Ở những năm trước kia, chi phí giáo dục chiếm khoảng 10-12% ngân sách nhà nước, và kế hoạch là năm 2010 sẽ chiếm 20%. Nhưng thực tế năm nay, 2007, chi giáo dục đã chiếm 20% ngân sách cả nước. Đây là mức chi và loại cao nhất của thế giới. Và cái thứ tư, đó là quan tâm cho sự lãnh đạo của ngành. Hiện nay thì người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Giáo dục chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và chúng ta biết rằng hôm nay thì Chủ tịch nước cũng đã dự khai giảng của một trường phổ thông, và ngày mai các đồng chí lãnh đạo cao nhất cũng dự khai giảng năm học mới. Có thể nói rằng là chúng ta có một nguyên tắc và thực tế đang đầu tư càng nhiều cho giáo dục. Xin cảm ơn câu trả lời rất ngắn gọn nhưng rất đầy đủ của Bộ trưởng.
Và cũng chính vì sự đầu tư lớn như vậy mà những thành tựu đã đạt được thì chúng ta cũng vừa quan sát trong phóng sự vừa rồi, phải không ạ? À, chúng tôi xin được trao đổi tiếp tục với giáo sư Văn Như Cương. Trong phóng sự vừa rồi thì chúng tôi cũng có đề cập đến những điều có thể nói là còn chưa được của ngành giáo dục của chúng ta. Vậy thì thưa giáo sư đánh giá như thế nào về những vấn đề còn tồn tại trong nền giáo dục của Việt Nam? Những vấn đề được thì chúng ta đã nói nhiều. Và đó là một cái điều mà cũng đáng tự hào, những cái thành tích mà nền giáo dục chúng ta đạt được. Tôi biết rằng là chúng ta được xếp vào nước đang phát triển, chứ không phải là chậm phát triển. Chính là nhờ một phần ở cái thành tích của nền giáo dục và kể cả y tế. Bởi vì thế giới có những tiêu chí đánh giá riêng cho cái giáo dục nó khác chúng ta. Ví dụ phổ cập giáo dục đến mức độ nào, ví dụ trung bình một đời người bao nhiêu năm được ngồi ghế nhà trường, được đi học, vân vân. Những cái tiêu chí đó người ta đánh giá cao. Thế còn thì bây giờ quay trở lại những vấn đề bất cập, thì chúng ta đã qua một thời kỳ phát triển giáo dục trong thời kỳ đổi mới. Thì cái mà có lẽ lớn nhất mà chúng ta là cái sự nghiệp giáo dục, cái thành quả giáo dục của chúng ta chưa theo kịp được bước tiến của xã hội trong cái thời kỳ đổi mới. Vì thế cho nên chúng ta phải đang có cái giai đoạn bắt đầu từ mấy năm nay là chúng ta đang đổi mới cái nền giáo dục để theo kịp bước tiến đó. Thì nhiều vấn đề đặt ra, nhiều vấn đề. Và Bộ Giáo dục, đây có đồng chí Bộ trưởng, năm vừa qua chúng ta đã làm được một số vấn đề, chẳng hạn siết lại kỷ cương nề nếp trong vấn đề học hay là vấn đề thi cử. Cụ thể là chúng ta nói chống cái gian lận trong thi cử hay là chống bệnh thành tích. Nếu chúng ta làm được cái đó, tức là chúng ta lập lại một cái kỷ cương, tức là cái đúng mực thực chất, nhưng cái đó chưa phải là toàn bộ. Chúng ta có kỷ cương chúng ta đủ, nhưng mà rồi chúng ta sẽ học cái gì và dạy như thế nào, đấy mới là tất cả mọi cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải tính đến. Và tất nhiên Bộ sẽ tính đến. Ban đầu chúng ta phải làm cái việc này để lập lại kỷ cương. Dạy cái gì, học cái gì, thi cử như thế nào, đó là những vấn đề trước mắt mà chúng ta sẽ. Bởi vì chúng ta biết rằng là ngay cái thi cử mà chúng ta làm nghiêm túc tốt rồi thì vấn đề thi cái gì và thi như thế nào cũng là hai cái câu hỏi quan trọng. Thi cái gì tức là học sinh sẽ học cái đó. Thi như thế nào thì học sinh sẽ học như thế ấy. Và cái điều thi cử, riêng cái việc đó, nó là định hướng cho toàn bộ cái học tập. Cho nên nhân có Bộ trưởng ở đây, tôi cũng xin nói, chúng tôi cũng băn khoăn ví dụ như thi trắc nghiệm cho cái vấn đề môn toán. Thì nếu chúng ta tính vài năm nữa mà thi trắc nghiệm cho môn toán thì liệu cái việc học toán của chúng ta, đất nước chúng ta là có truyền thống học toán rất tốt, thì sẽ rơi vào tình hình thế nào? Tức là có học suy luận, có học tư duy, có học tất cả phương pháp toán học, mà không chỉ cần cho người làm toán sau này mà cần cho tất cả mọi người, kể cả người kinh doanh, kể cả người quản lý, kể cả nhà thơ, nhà văn. Mà chúng ta chỉ học để đánh dấu vào cái đáp án thì tôi đấy, tôi nói là nhiều vấn đề đặt ra. Sau cái cuộc mà chúng ta chấn chỉnh được cái nề nếp và cái kỷ cương ấy, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào cái phần chỉ 20 phút nữa thôi, chúng ta sẽ nói về vấn đề thi trắc nghiệm. Wow. Bây giờ chúng tôi đang muốn nói về những vùng thối còn sót lại. Người lớn tuổi thì thường có nhiều chiêm nghiệm. Thưa giáo sư, nếu mà nói một cách ngắn gọn nhất trong một câu thôi, giáo sư sẽ nói gì về những nhược điểm như là phóng sự vừa nêu ra? Cái nhược điểm mà có thể nói là trong cái quá trình phấn đấu lớn lên để giáo dục thích ứng với cái sự đổi mới của xã hội, thì cái nhược điểm lớn nhất là chúng ta vẫn chưa thực sự đổi mới trong toàn bộ vấn đề. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Văn Như Cương. Cũng xin được nói thêm rằng đây là một trong những nỗ lực mà ngành giáo dục đã thực hiện trong những năm qua, nỗ lực thực hiện cuộc vận động 20, nói không với tiêu cực và nói không với bệnh thành tích. Việc tìm ra những điều còn chưa làm được nhưng thực chất là bước tiến, dám nhìn thẳng vào sự thật là một thành công.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006, cả nước chấn động bởi sự kiện giám thị Đỗ Việt Khoa, một giáo viên ở Hà Tây đã dũng cảm tố cáo những gian lận sai trái xảy ra tại hội đồng thi Phú Xuyên. Sự việc này đã làm bùng lên sự đồng tình của nhân dân cả nước trước những tiêu cực trong giáo dục từ nhiều năm nay đã ủ thành bệnh nan y. Đó là căn bệnh thành tích trong giáo dục. Vì thành tích, vì những tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đẹp như mơ, 98, 99, thậm chí 100%, mà những kỳ thi quốc gia có thể dễ dàng trở thành hình thức chứ không phải là một cuộc sát hạch năng lực học tập của người học. Cũng ngay sau đó, một giám thị khác ở Nghệ An cũng đã hành động tương tự như giám thị Đỗ Việt Khoa. Những bức xúc và không thể làm ngơ trước những tiêu cực đã trở nên trắng trợn của giáo dục đã khiến cho nhiều người trong ngành phải đứng lên tố cáo. Và những giám thị dũng cảm đó đã là người châm ngòi, chống lại cái xấu, cái gian lận và bất công ngay trong lĩnh vực giáo dục. Cuộc vận động 2-0 nói không với tiêu cực trong thi cử và nói không với bệnh thành tích trong giáo dục được coi như là một liệu pháp quyết liệt để chấn hưng lại giáo dục nước nhà. Dạy thật, học thật, thi thật và làm thật được đánh dấu bằng cuộc vận động 2-0 và đã được giáo viên, học sinh cũng như nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng. Đây được coi như là một liệu pháp chỉnh trị kịp thời trước căn bệnh dối trá vì chủ nghĩa thành tích mà nhiều năm qua đã tồn tại trong ngành giáo dục. Sau một năm thực hiện cuộc vận động 2-0, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2007 được cả nước nín lặng và chờ đợi. Vì kỳ thi này được coi là cột mốc đánh dấu toàn bộ nỗ lực của ngành giáo dục trước căn bệnh của mình. Chưa có một kỳ thi nào mà lực lượng thanh tra lại được huy động hùng hậu như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007. Và những gian lận thường xảy ra đã bị phát giác, tố cáo. Hội đồng thi lương tài Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Giám thị giải đề cho học sinh chép bài để nâng điểm, nâng thành tích đỗ tốt nghiệp không thể tái diễn. Và kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2007 đã khiến cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Hơn 400.000 thí sinh đã bị trượt. Chưa có một kỳ thi nào mà số học sinh bị đánh trượt nhiều đến như vậy. Nhiều tỉnh, thành phố, trước kia tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thường là trên 90%, thì nay chỉ còn một nửa, thậm chí không được một nửa. Hơn 400.000 học sinh phải dự thi tốt nghiệp lần 2 cũng có nghĩa là hơn 400.000 gia đình, phụ huynh đã phải chấp nhận kết quả đó của con em mình sau 12 năm trời chăm bẵm. Nhưng đó là những kết quả của sự thực. Căn bệnh của nền giáo dục nước nhà đã được nhìn nhận và chỉnh trị kịp thời. Tỷ lệ học sinh chưa tốt nghiệp nhiều ở mức kỷ lục, chưa từng có, một mặt cho thấy quyết tâm nói không với tiêu cực và bệnh thành tích của toàn ngành giáo dục. Một mặt khác sẽ cho thấy chất lượng thực của nền giáo dục nước nhà để từ đó mọi người có quyền hy vọng vào những giải pháp căn bản hơn để nâng dần chất lượng giáo dục đi lên. Thưa Bộ trưởng Nguyễn Nhân, ông nhìn nhận thế nào về con số, có thể nói là đặc biệt con số 1/3 thí sinh, 1/3 tổng số thí sinh trượt tốt nghiệp phổ thông trung học ạ? Thực ra thì khi triển khai vận động 2-0, chúng tôi cũng có dự kiến là kết quả thi năm học này về mặt điểm sẽ thấp hơn nhiều năm học trước, nhưng cũng chưa biết thấp đến mức nào. Trên khi kết quả chung toàn quốc thì tỷ lệ đậu thay vì từ bình quân là 94% xuống còn là 66,7%, thì chúng tôi thực sự cũng bất ngờ và cũng rất đau lòng trước cái thực tiễn đó. Nhưng mặt khác thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu là nhân dân không phản đối sự thi nghiêm túc của ngành, ủng hộ phải thi nghiêm túc, nhưng đồng thời đặt ra nhiệm vụ phải làm thế nào kết quả tốt hơn. Và đây chính là yếu tố mà hiện nay ngành đang cùng suy nghĩ và tìm ra giải pháp. Vừa qua có một giải pháp không bình thường là tạo điều kiện cho các em thi trượt được thi lần hai. Và đến ngày hôm nay, cách đây một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới nhận được kết quả của toàn quốc là bình quân 100 em đi thi lần thứ hai thì như vậy là có là 43 em đã tốt nghiệp. Đây đều rất đáng phấn khởi. Sự nỗ lực trong thời gian vừa qua của phụ huynh, gia đình cũng đem lại kết quả. Do đó, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học toàn quốc qua hai lần thi đã nâng được từ 66,7% lần thứ nhất cộng lần thứ hai là 80,4%. Thì đây cũng là một cái thể hiện rằng khi chúng ta nhìn thẳng sự thật, quyết tâm thì có thể đạt được kết quả tốt hơn. Vâng, cảm ơn Bộ trưởng. Bộ trưởng, chúng tôi cũng muốn được hỏi ý kiến của giáo sư Văn Như Cương về kết quả này ạ. Theo giáo sư thì chúng ta nên quan niệm như thế nào, nhìn nhận như thế nào về kết quả này, và những em học sinh trượt tốt nghiệp cũng như là bố mẹ của các em nên nhìn nhận như thế nào về con số 1/3
thí sinh trượt tốt nghiệp. Xin mời giáo sư. Như thế không phải là 1/3 trượt rồi, mà bây giờ chúng ta cộng lại cả hai kỳ thi thì chúng ta có đến trên 80% là đỗ, và còn lại là chưa đến 20%. Con số đó tôi nghĩ là hoàn toàn chấp nhận được. Và thậm chí con số thấp hơn như thế, tổng số chỉ có 60%, thì tôi nghĩ dư luận của nhân dân, của phụ huynh cũng hoàn toàn chấp nhận. Tức là chúng ta chấp nhận một thực tế là con mình chưa đủ trình độ để có thể bước qua cái bậc gọi là tốt nghiệp phổ thông trung học, thì chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận. Có như thế thì chúng ta mới đấu tranh chống được những cái tiêu cực và cái bệnh thành tích. Cái điều cơ bản là ai vượt qua được cái ngưỡng ấy thì sẽ được cấp bằng, mà chưa vượt qua được thì chúng ta phải tiếp tục theo một cái hướng khác. Thì điều đó là tôi thấy chính cái bất ngờ của tôi là nhân dân chấp nhận cái điều đó. Có thể như ở các nước khác, một kỳ thi chấm ngặt có thể là sinh viên đi biểu tình. Tức là nhân dân đi biểu tình nói rằng là bây giờ là chấm không cho con tôi tốt nghiệp. Nhưng không, ở đây tôi thấy là nhân dân đã chấp nhận, chúng ta lập lại cái kỷ cương, chúng ta đưa lại cái thực chất thi thật và đánh giá thật, thì điều đó là hết sức tốt đẹp. Và đấy là cái đà mà chúng ta có thể tiến lên để chúng ta làm mọi việc đúng cái thực chất. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Văn Như Cương. Thưa tiến sĩ Vương Quân Hoàng, ở những nước có nền giáo dục phát triển, người ta quan niệm thế nào về ngưỡng cửa vào đời? Người ta quan niệm thế nào về ngưỡng cửa, về sự chuyển tiếp từ cấp 3 lên đại học? Nó có giống như chúng ta không? Nó giống như chúng ta trước đây, chúng ta luôn nghĩ rằng là muốn con em mình từ cấp 3 tốt nghiệp lên là phải vào đại học. Trước tiên là tôi nghĩ rằng là cái mức độ quan tâm đến giáo dục thì ở quốc gia nào cũng rất là cao, thực ra như thế. Và ở xã hội dù là đã rất phát triển hay là còn đang phát triển như mình, thì các gia đình đều muốn có những cái con người được đào tạo tốt, và cái nền học vấn tốt luôn luôn là cái niềm quan tâm của họ. Tuy nhiên là mình cũng phải nhìn nhận thực tế là ở những nước phát triển ấy, thì cái độ nhấn mạnh vào thực học của họ là rất lớn, và có rất nhiều nghề nghiệp đem lại kỹ năng, có thể đem lại sự sung túc tốt hơn cho bản thân và cho gia đình. Vì thế cái chuyện theo đuổi chỉ bằng cấp, hoặc là nói như cụ Lương Văn Can ngày xưa là đi học chỉ tại đỗ ra để làm quan, của họ là nó thấp hơn mình rất nhiều. Và chính vì thế cho nên cái việc nhấn mạnh vào kỹ năng nó đem lại cho bản thân cái người học một cái sự tự tin vào khả năng tự lập của mình. Và cũng phải nói luôn một cái là họ làm rất tốt cái công tác hướng nghiệp. Vì thế cho nên những cái khái niệm mới mà chắc chắn như giáo sư Bộ trưởng với giáo sư Văn Như Cương đều thấy rất là rõ, là họ có khái niệm giáo dục liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục từ xa và các loại hình giáo dục mở rộng. Cho nên là có lẽ không có ai quá băn khoăn là nếu như mình ngay khi tốt nghiệp cấp 3 mà mình chưa đi học đại học thì mình có đến nỗi phải khổ quá không, hay là hết cả con đường để tiến đi đâu đấy, thì không có cái băn khoăn đấy quá. Sở dĩ tại sao tôi lại hỏi tiến sĩ Vương Quân Hoàng câu hỏi này, bởi vì tiến sĩ Vương Quân Hoàng đang công tác tại rất là nhiều trường đại học, đang đi giảng dạy tại cả châu Âu và cả ở Mỹ nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục khai thác cái vùng kinh nghiệm này của anh trong những cái phút tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, một cơ thể khỏe mạnh trước hết là một cơ thể không bệnh tật. Một nền giáo dục thực chất là một nền giáo dục mà những tiêu cực phải bị lên án. Qua sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã có một số liệu để thực hiện một tổng kết về những vấn đề có thể nói là nhạy cảm. Nó tồn tại và làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của chúng ta trong nhiều năm qua. Và căn bệnh lớn nhất có lẽ là căn bệnh thành tích. Nhiều năm qua, sau mỗi kỳ thi, nhất là thi tốt nghiệp, các địa phương đều thông báo những con số tròn trĩnh về tỷ lệ lên lớp, đỗ tốt nghiệp của địa phương mình, luôn là 98, 99, thậm chí là 100%. Có một thực tế đã thành lệ đối với ngành giáo dục cả nước, đó là nếu như tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hoặc lên lớp thấp, thì không những nhà trường mất danh hiệu tiên tiến, mà các giáo viên còn bị cắt hết danh hiệu cá nhân như lao động giỏi, lao động tiên tiến. Vì vậy, không giáo viên nào dám để học sinh ở lại lớp. Cho dù học lực của học sinh có yếu, điểm kiểm tra có thấp, thì cũng phải nâng để cho chúng lên lớp, cho đạt chỉ tiêu. Và để thực hiện được thành tích này, nhiều nhà trường, giáo viên và ngành giáo dục địa phương đã không ngần ngại đôn điểm cho học sinh. Hiện tượng học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp đang xảy ra tràn lan ở nhiều địa phương và ở mức đáng báo động. Học sinh cấp 2 nhưng không đọc thông, viết thạo, không biết làm tính đã trở nên phổ biến. Đã không ít người hoài nghi về những con số về tỷ lệ lên lớp
tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, vì những con số ấy chỉ đem lại cho chúng ta cảm giác ảo về chất lượng giáo dục được nâng lên vượt bậc không ngừng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 vừa qua, với tiêu chí 2.0, bệnh thành tích của nền giáo dục Việt Nam đã lộ diện. Bởi nếu không có bệnh thành tích, hẳn sẽ không sinh ra nạn ngồi nhầm lớp khá phổ biến hiện nay. Hẳn không thể có tới hơn 400.000 học sinh ngồi nhầm lớp trong suốt 12 năm đèn sách vừa qua. Vâng, thưa Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, những gì được phản ánh trong phóng sự vừa rồi cũng là những gì mà các tầng lớp nhân dân quan tâm nhất trong năm học vừa qua. Và năm 2006, năm học 2006-2007 cũng là năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục đã phát động cuộc vận động 2.0, đó là nói không với tiêu cực và nói không với bệnh thành tích. Xin Bộ trưởng có thể cho biết một vài điều, một vài nét về những gì chúng ta đã làm được xung quanh cuộc vận động này ạ. Cái cuộc vận động của ngày năm vừa rồi, nói chính xác là nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Bởi vì tiêu cực của ngành thì có nhiều, và chỉ thị 33 của Thủ tướng thì yêu cầu ngành phải có cuộc vận động là chống tiêu cực và bệnh thành tích đến năm 2010. Thì trong nhiều thứ tiêu cực thì năm học vừa rồi ngành chọn một cái là tiêu cực trong thi cử. Vì sao phải làm cái này? Thì sau khi đi làm việc các địa phương, chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần một cái động lực tốt hơn để phát triển giáo dục. Động lực này thì ở chỗ là người học phải quyết tâm học thực sự, là thầy cô giáo phải tự hào và thực sự muốn đổi mới phương pháp giảng dạy, và phụ huynh phải chăm lo thực sự việc học tập của con cái, chính quyền địa phương phải quan tâm thực sự với việc học hành của công dân ở địa phương mình. Thì 3-4 yêu cầu này trong thực tế nó bị hạn chế rất nhiều bởi cái tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích. Thì việc đầu tiên ngành muốn phải làm là có nhận thức thống nhất. Tiêu cực trong thi cử bệnh thành tích suy cho cùng là hại cho các em. Cái các em cần không phải là cái bằng tốt nghiệp và điểm số đẹp, mà cái các em cần là cái năng lực để vào đời. Có bằng đẹp và không có năng lực cũng không kiếm được việc làm, cũng không học được gì. Và đây là thấy là giản dị nhưng không phải dễ. Khi gặp các địa phương qua trao đổi, chúng tôi thấy cái tâm lý là có cái bằng để vào đời chứ không phải năng lực còn rất là nặng. Nên cái động tác đầu tiên là phải có cuộc vận động cho phụ huynh và giáo viên. Thứ hai là đất nước cần gì? Đất nước cần những người có năng lực để có thể làm việc có ích, đem lại thu nhập cho mình, góp phần nước phát triển, chứ không phải cần những người có cái bằng. Cho nên trở lại là nếu có điểm số đẹp báo cáo từ trường lên tỉnh, tỉnh lên trung ương, đất nước không được nhờ. Đất nước được nhờ ở những con người có năng lực thật. Cho nên là nếu thống nhất như vậy thì phải thi nghiêm túc để đánh giá đúng. Và nếu thống nhất như vậy thì thi nghiêm túc rồi, biết được yếu điểm, phải làm cho tốt hơn. Thì cái đầu tiên chúng tôi thấy kết quả năm học vừa rồi rất đáng mừng là cả xã hội thống nhất với nhận thức của ngành, chúng ta phải nói không với tiêu cực, bệnh thành tích vì tương lai các em và vì tương lai đất nước. Và chỉ có sự thống nhất này với cả phụ huynh mới tổ chức được kỳ thi nghiêm túc, không còn tổ chức ném pha hàng loạt bắc thang một nữa. Vì phụ huynh đấy, cái bắc thang đó là bắc thang vào cổng trường thôi, chứ không phải là cái thang vào đời cho các em, họ không bắc cái thang đó nữa. Thì đấy là cái đầu tiên là chuyển được cái nhận thức. Và khi chúng ta thi kết quả thấp hơn thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh, cấp ủy các tỉnh không phê bình ngành giáo dục vì điểm số kém, không đặt cái tỷ lệ cao phải vượt qua, mà đặt lại câu hỏi vì sao kém và phải tìm cách khắc phục. Và cái cuộc thi lần thứ hai cũng chứng minh rằng khi quyết tâm làm tốt hơn, các em có động lực học thì vẫn có thể nâng cao kết quả. Và cuối cùng là từ kết quả năm học này xác định được năm tới phải làm gì nữa trong hướng đổi mới giáo dục. Cũng xin được nói thêm là để nói về cái sự quan tâm của xã hội tới việc học hành thực chất thì nếu bây giờ ta vào trang web Google và gõ từ khóa cuộc vận động 2.0 của ngành giáo dục thì chỉ chưa đến một giây thôi thì sẽ có hơn 1 triệu kết quả, tức là hơn 1 triệu bài viết liên quan đến vấn đề này. Chỉ riêng con số ấy đã nói lên cái sự quan tâm của xã hội cũng như những nỗ lực của ngành giáo dục trong việc thực hiện cuộc vận động 2.0. Và có lẽ cũng chính vì thế mà chúng tôi muốn được tiếp tục hỏi Bộ trưởng một câu hỏi nữa, là chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà trong thời gian tới đây, theo Bộ trưởng chúng ta cần phải làm gì để cuộc vận động này đạt được hiệu quả cao nhất? Vừa qua chúng ta xác định được cái trình độ thật, từ đó tạo được cái mong muốn giữa học sinh, thầy cô giáo và gia đình phải làm tốt hơn. Cách đây một tháng chúng tôi có đi Nghệ An để tìm hiểu về làm thế nào mà khắc phục cái ngồi nhầm lớp như thế nào. Thì có một cái bản ở miền núi rất hay,
họ đưa ra một cái phương thức là xưa nay đến buổi tối thì gia đình có khi xem tivi với là nghe đài, các em không học được. Cho nên họ có một cái hoạt động gọi là tiếng trống học tập. 7 giờ tối mà ở cái bản họ đánh trống lên thì tất cả các gia đình mà đang xem tivi học đài phải xem lại con mình có học không, có chỗ ở không. Nếu không học thì phải tắt đài học tivi đi, tạo điều kiện chăm sóc cho các em. Hoặc là sáng nay chúng tôi có đi Tuyên Quang gặp các trường thì thấy rằng hội phụ huynh đề nghị thay vì một tháng mới họp một lần thì xin mỗi một tuần đại diện hội phụ huynh đến họp lớp với các em cả lớp để nghe tình hình học tập như thế nào, từ đó phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Thì theo chúng tôi cái bài học đầu tiên đó gì, việc học các em phải được sự quan tâm của tất cả mọi phía, phải tìm phương thức mới tốt hơn. Vấn đề thứ hai là thầy giáo cũng phải đạt chất lượng thì mới đào tạo học trò có chất lượng. Chúng ta rất biết ơn các thầy cô giáo trong hệ thống giáo dục hiện nay đóng góp to lớn cho sự phát triển ngành trong hàng chục năm qua. Nhưng cũng từ thực tế, một bộ phận không nhỏ các thầy cô giáo do nhiều lý do không đáp ứng cái chuẩn đào tạo bây giờ thì chúng ta phải sắp xếp lại. Vừa qua Thủ tướng đã có cái văn bản hướng dẫn sắp xếp lại. Tôi có gặp một cái đồng chí giám đốc sở một cái tỉnh có nói cách đây 2 tuần, tỉnh bàn vì sao cái kết quả thi nó thấp, thay vì là 90% chỉ còn có hơn 30%, thì xác định trong đó có nguyên nhân thầy cô giáo chưa đạt chuẩn. Trong 8.700 thầy cô giáo của tỉnh này thì riêng bậc tiểu học và trung học cơ sở có 1.900 thầy cô không đáp ứng yêu cầu. Và như vậy là phải có cuộc vận động trong ngành để một mặt là tự học, mặt khác là chuyển sang lĩnh vực khác làm việc để tiếp nhận những thầy cô giáo trẻ hơn có đào tạo vào ngành. Đây là một trong vấn đề thách thức lớn với ngành, nhưng chúng tôi rằng sẽ có thể làm được trong 1 và 2 năm tới. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng. Thưa Bộ trưởng, thưa các vị giáo sư tiến sĩ, chúng ta hãy tạm gác lại những vấn đề của bệnh thành tích về tiêu cực sang một bên. Chúng ta hãy dành một ít thời gian để chia vui với cái niềm vui của những bậc làm cha làm mẹ của các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh cấp 1, lớp 1 ngày mai sẽ bắt đầu đi học. Có lẽ không có niềm vui nào, không có sự bỡ ngỡ và rụt rè nào lại giống như ngày đầu tiên đi học. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho bé Hà My. Ngày mai em sẽ cùng hàng triệu bạn nhỏ chính thức bước vào lớp 1. Hà My cùng các bạn sẽ phải tạm biệt gấu Misa, tạm biệt thỏ trắng, tạm biệt những câu chuyện thần tiên để học con chữ. Và bây giờ xin mời Hà My.
là hay, và cô thấy là quý vị khán giả đã dành cho Hà My những tràng vỗ tay rất là lớn. Hà My này, ngày mai cháu bắt đầu đi học rồi, cháu hát rất là tự tin. Thế ngày mai đi học thì cháu có hồi hộp không? Cháu rất hồi hộp ạ, nhưng mà cháu bớt hồi hộp rồi, bởi vì đi học nhiều hôm rồi cháu quên mất các bạn bây giờ. Bớt hồi hộp rồi à? Thế ngày mai cháu đi học ở trường nào? Cháu thưa cô, cháu học trường Trương Phương ạ. Thế bố mẹ cháu đã chuẩn bị cho cháu những đồ dùng học tập gì rồi nào? Cháu thưa cô là sách này, hộp bút này và giày ấy. Ui nhiều thế à? Cháu có thể kể cho cô nghe là cháu có những sách gì, vở gì được không? Cháu thưa cô là sách toán này, sách học viết này và sách tiếng Việt để mình học ạ. Ui nhiều nhở, sách toán rồi lại còn sách tập viết, lại sách tiếng Việt nữa. Bây giờ thì bố mẹ cháu đang nhìn thấy cháu ở trên tivi đấy. Thế cháu có muốn là hứa với bố mẹ cháu một câu gì không? Cháu hứa với bố mẹ cháu là cháu sẽ chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, cô giáo và đạt được học sinh giỏi ạ. Ôi, một học sinh rất là mẫu mực đúng không nào? Và có lẽ là lời hứa của bạn Hà My cũng là lời hứa của hàng triệu bạn nhỏ ngày mai bắt đầu đi học vào lớp 1. Cô chúc bé Hà My sẽ luôn luôn chăm ngoan học giỏi để cho ông bà và bố mẹ vui lòng nhé. Kim Ngân Minh Không có một cái bài hát tôi rất thích từ lúc còn bé, đó là bài ca Người Giáo Viên. Ở đó có câu hát: trên mọi nẻo đường của tôi có thân yêu, có những loài hoa ngàn ngào sắc hương, vân 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 vân. Trong những năm qua làm ở truyền hình Việt Nam thì tôi cũng đã có may mắn được đi nhiều và càng thấm thía về câu hát đó. Những giáo viên miền núi hay ở những vùng nông thôn luôn là đề tài phong phú và nhiều chiều để khai thác. Nếu so sánh với những đồng nghiệp cùng cấp ở thành phố thì rõ ràng họ đang phải làm việc vất vả hơn, trong những điều kiện thiếu thốn hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ những tấm gương như thế. Như những con đò chở khách trên sông, ngày ngày vẫn tận tụy đưa hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác, tìm kiếm những bến bờ tri thức. Từ miền núi cho tới hải đảo, ở bất kể những vùng đất gian khó nào, vẫn có mặt những nhà giáo không tiếc tuổi thanh xuân, không ham danh lợi vật chất, sẵn sàng đem hết nhiệt tình, lòng yêu nghề và tình cảm thương mến đến với các em học sinh. Cũng chỉ bởi ở họ luôn có tấm lòng của một người giáo viên nhân dân. Dù chưa đến ngày khai giảng, nhưng lớp học của cô giáo Phạm Thị Phương ở thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, tỉnh Khánh Hòa, sáng nào cũng vang lên tiếng hát, tiếng tập đọc của các em học sinh từ hơn một tháng nay, bởi các em hầu hết là người dân tộc. Để cho các em có được vốn từ tiếng Việt vững chắc trước khi bước vào lớp 1, cô Phương đã không quản ngại việc đến tận nhà vận động các em ra lớp. Hằng ngày thì tôi thường gần gũi với các em rất là nhiều. Nói chung là gần gũi các em và hay hỏi hai các em, hay tới nhà động viên các em hay nghỉ học, tới ngày này cũng tới nhà kêu các em đi học. Cho nên nó cũng thích. Nói đến Cà Mau là nói đến vùng sông nước khó khăn cách trở trong việc đi lại. Tuy nhiên nơi đây vẫn có những đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết, yêu nghề mến trẻ như cô giáo Trần Thị Lanh. Dù mới 28 tuổi, cô đã là giáo viên duy nhất trong toàn trường Trung học cơ sở An Xuyên 1, thành phố Cà Mau, đoạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Do điều kiện ở trường vùng sâu còn thiếu thốn, cô Lanh đã nghiên cứu làm đồ dùng dạy học, tổ chức các buổi thí nghiệm để các em tiếp thu bài nhanh hơn. Có những cái bài, những cái tiết thì em có thể làm được những cái đồ dùng dạy học, thì em có thể làm để truyền đạt kiến thức cho em. Một căn hộ 15m² của 4 cô giáo trẻ, không một đồ dùng hiện đại, không thiết bị nghe nhìn, không có nơi để nấu nướng, tất cả chỉ có chiếc bàn được nhà trường trang bị và những tập giáo án. Nhưng đó là tất cả những gì mà cô giáo vùng cao Nguyễn Thị Tuyển, trường Trung học phổ thông Tứ Sơn, một trường xa xôi và khó khăn nhất của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, vẫn gắn bó hơn một năm nay. Với tấm bằng loại khá và một công việc ngay tại quê nhà, nhưng cô giáo Tuyển lại tình nguyện tìm đến ngôi trường khó khăn này. Học sinh ở đây thì đa số là họ là người dân tộc, và cái sự hiểu biết của họ thì rất là ít, và tôi muốn bằng cái kiến thức của mình tôi sẽ đem lại cho các em một số kiến thức nào đó và dìu dắt các em tiến hơn nữa.
Ở trường Trung học Phổ thông Bắc Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ai cũng biết tới thầy giáo Nguyễn Huy Diện, không chỉ bởi tài năng mà còn vì thầy là người đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua sắm các trang thiết bị tiên tiến để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy tại nhà trường. 15 năm trong nghề, nhưng có tới 5 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Với mong muốn cho các em học sinh vùng nông thôn có dịp được tiếp cận với cách học tiên tiến, thầy giáo Diện đã quyết tâm thay đổi phương pháp dạy học mới bằng việc đầu tư mua sắm trang thiết bị. Vùng quê Thái Bình đó là cái vùng lúa và nhìn chung người dân vẫn còn nghèo, các em học sinh vẫn còn nghèo. Và tôi nghĩ rằng là tôi mua sắm trang thiết bị này để dạy dỗ các em, cũng để đóng góp cho các em một cái tầm nhìn, một cái tầm suy nghĩ cao hơn nữa. Chỉ có sự đam mê với nghề và tấm lòng tận tụy thương yêu học sinh mới có thể giúp cho những giáo viên này gắn bó lâu dài với công việc ở những vùng đất gian khó và đem hết sức mình truyền đạt kiến thức cho các em học sinh vì một mục đích tất cả vì học sinh thân yêu. Những con đò vẫn tiếp tục trôi để cho hôm nay có biết bao lớp học sinh đã trưởng thành trên những con đò nhỏ. Vâng, quả là những hình ảnh rất là xúc động. Quả thực là dù xã hội có thay đổi như thế nào thì nghề giáo viên vẫn giữ một vị trí vô cùng cao quý. Có biết bao nhiêu tài năng đã được chắp cánh, có biết bao nhiêu tâm hồn đã được bồi đắp nhờ tấm gương hy sinh và tận tụy của những người giáo viên. Thưa giáo sư Văn Như Cương, chúng tôi muốn được hỏi giáo sư ạ, chúng ta quan niệm nên quan niệm như thế nào về vấn đề đạo đức của người giáo viên trong giai đoạn hiện nay? Theo tôi thì bất kỳ giai đoạn nào, cái vấn đề đạo đức của người thầy giáo là yếu tố quan trọng bậc nhất để có thể thành công trong sự nghiệp chồng người. Bởi vì chúng ta dạy người, dạy chữ, dạy kiến thức thì cái tấm gương thầy giáo, cái đạo đức của thầy giáo là cái yếu tố quyết định. Cố nhiên tôi nói là tất cả ngành nghề khác đều phải có một cái đạo đức, nhưng mà riêng đối với ngành giáo, giáo dục và ngành y tế, hai cái ngành mà người làm việc ở đó được gọi bằng thầy ấy, thầy giáo và thầy thuốc, thì cái đạo đức là quan trọng. Tôi năm nay là 50 năm là làm nghề giáo. Từ khi 20 tuổi cho đến bây giờ là tôi 70 tuổi. Tôi có một tâm niệm là mình phải phấn đấu làm sao để không hổ thẹn khi người ta gọi mình bằng thầy. Khi mọi người gọi mình bằng thầy thì mình phải xứng đáng là không ngượng và không hổ thẹn. Bởi vì trong cái xưng hô của người Việt mình, cái chữ thầy là linh thiêng liêng nhất. Ngay cả thời xưa Tâu Bệ Hạ chưa chắc đã sung sướng bằng thưa thầy, đúng không ạ? Những cái tấm gương của những người thầy như Chu Văn An ngày xưa cho đến bây giờ, nhiều tấm gương mà chúng ta vừa xem nó tỏ rõ cái đạo đức rất lớn của người thầy giáo. Bởi vì người thầy giáo là phải thương yêu học sinh, tâm huyết với họ, muốn dạy dỗ cho họ nên người, và do đó phải nêu một cái tấm gương rất lớn. Tôi nghĩ rằng điều đó, tôi chỉ lấy một ví dụ nhỏ nhặt. Bây giờ theo quyết định là đi xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. Đấy là cái quyết định rất hay. Thì nếu mà thầy giáo không làm gương cái điều đó thì rất có hại cho học sinh. Trong một vấn đề rất nhỏ thôi, như thế thì người thầy giáo đã phải nêu một tấm gương rồi. Chúng ta cũng rất phiền lòng trong thời gian gần đây khi mà chúng ta phát hiện một số các cái hành vi của thầy giáo, ví dụ đánh đập học sinh hay là như thế nào đấy, một số vấn đề. Nhưng cái đó tôi cho cũng là rất ít thôi. Trong cái tập thể của gần 1 triệu thầy giáo ở tất cả các bậc thì tôi thấy cái tâm huyết của thầy giáo, cái năng động, cái khắc phục khó khăn của thầy giáo để làm tốt nhiệm vụ của mình là rất đáng trân trọng. Và vì thế tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn không hề là thấy bi quan trước cái nói một số vấn đề như là phẩm chất của thầy giáo như vậy bị sa sút. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Văn Như Cương. Thưa tiến sĩ Vương Quân Hoàng, ngày xưa các cụ ra thường có cái quan niệm là hàn nho phú thương. Liệu quan niệm đấy nó còn có hợp thời không ạ? Hàn nho phú thương. Theo tôi hỏi anh câu đấy vì anh là rất am hiểu về kinh tế. Dạ vâng. Theo cái câu này thì nếu tôi dịch đây là theo cái nghĩa bình thường của người Việt là muốn giàu thì đi buôn phải không ạ? Và đã làm thầy giáo thì phải chịu cảnh nghèo. Thì tôi nghĩ đây là một cái câu nhận định vừa sai thời gian, vừa sai nốt cả không gian.
Bởi vì là cái bây giờ nó xã hội đã vận động rất nhiều rồi, và nếu mình nhìn nó có đúng hay không mà nhìn từ cái lăng kính phân tích của cuộc sống. Thế thì rõ ràng là trong cái điều kiện ngày hôm nay, với những cái ngành khoa học phát triển, rồi những cái yêu cầu rất rõ về mặt vật chất đối với thậm chí là từng môn học, và thậm chí cả cái điều kiện sống của học sinh lẫn giáo viên, thì cái chuyện nghèo là cái chuyện tôi nghĩ cũng không có gì để mà tự hào cả. Tôi lấy ví dụ là riêng trường đại học Harvard thì là theo cái thống kê sơ bộ của tôi thì là năm ngoái là cỡ khoảng 2,5 tỷ đô la là riêng tiền của cựu học sinh tặng trường. Đấy là ngân khoản khổng lồ, tất nhiên họ dùng để đầu tư cho giáo dục và tạo như quỹ để cho những học sinh tiếp theo được hưởng thôi, hoặc là khoản vay, hoặc là được trợ cấp. Tuy vậy phải nói rằng đấy là nếu xét như một doanh nghiệp thì cái số tiền đấy rất là khổng lồ. Thế và chúng ta phải nghĩ rằng là phải làm thầy giáo giàu mới đúng. Tôi lấy một ví dụ của cá nhân tôi thì khi tôi có đi dạy trong thành phố Hồ Chí Minh, chỗ của trường đại học mở của thầy Lê Bảo Lâm, thì khi mà thầy mời vào thì tôi cũng nhận bình thường. Thế và sau đó thì trường có trả những cái tiền dạy cho giáo viên như bình thường thôi. Thế và đến cuối thì tôi cũng ký các thủ tục bình thường, nhưng mà vì tôi có điều kiện kinh tế, thế thì sau đó tôi có quay trở lại và tôi lấy toàn bộ số tiền đó và tôi nhân đôi lên, tôi làm cái quỹ học bổng cho chính học sinh của cái lớp đấy. Nghĩa là tôi không lấy gì của trường cả. Đấy, và cái số tiền tôi gửi tặng lại bằng cái phần thưởng cho học sinh. Đấy là một cái động viên thực tế. Thế nếu mà tôi nghèo quá tôi không làm được việc đấy. Thế còn nếu tôi có giàu gấp 10 lần nữa thì tôi sẽ làm gấp 10 lần việc đấy. Thế thì tại sao chúng ta phải nghèo là một câu hỏi. Tôi nghĩ là về mặt không gian thời gian thì cái câu trả lời đấy là cái câu đấy không đúng nữa rồi. Xin được hỏi ngắn tiến sĩ một câu đó thôi ạ. Rõ ràng nếu có đầy đủ điều kiện thì việc cống hiến cũng sẽ hết mình hơn đúng không ạ? Sự nghiệp sẽ được hoàn thành một cách tốt hơn đúng không ạ? Thực ra mà nói thì đối với sự nghiệp giáo dục và sáng tạo thì người ta cũng không cần đòi hỏi quá nhiều điều kiện vật chất đâu. Nhưng tôi nghĩ nó cũng phải vừa đủ. Ví dụ như ngày nay đối với một người nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy mà muốn cập nhật kiến thức của mình mà không thể truy cập vào Internet và các cơ sở dữ liệu khoa học lớn ở nước ngoài thì gần như đấy là tuyệt vọng. Bởi vì không có cách gì để kết nối với thế giới khoa học bên ngoài nếu không có những điều kiện vật chất tối thiểu đấy. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vương Quân Hoàng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là vấn đề đạo đức của người thầy cũng đang là một vấn đề được cả xã hội quan tâm. Chính vì thế mà năm nay bên cạnh cuộc vận động 2-0 của năm học trước thì Bộ Giáo dục có thêm cuộc vận động 2-0 nữa, đó là nói không với vi phạm đạo đức của nhà giáo và nói không với hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp. Thưa Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng có thể cho biết là chúng ta đã chuẩn bị những gì để đạo đức của người thầy cũng như là trách nhiệm của người thầy được nâng cao hơn nữa? Có thể nói là cái kết quả giáo dục chúng ta nhiều năm qua có phần đóng góp rất quan trọng của các thầy cô giáo, và tuyệt đại đa số là thể hiện đúng cái phẩm chất của nhà giáo. Vừa qua thì trong năm học có khoảng trên dưới 10 trường hợp các thầy cô giáo có hành vi cư xử chưa đúng với cái trách nhiệm người thầy. Tuy rằng rất ít nhưng chúng tôi cũng rất đau lòng. Và trong năm học này có cuộc vận động là không vi phạm đạo đức nhà giáo, để trước hết là tại mỗi trường chúng ta có rà soát lại, không phải đợi báo chí phát hiện mình mới thấy là sai sót, mà chính đồng nghiệp có thể góp ý với nhau và khẳng định rằng ai muốn ở trong nghề thì không vi phạm đạo đức, còn nếu thấy không thể hứa được thì nên chuyển sang nghề khác. Mặt khác, chính các thầy cô giáo và ngành giáo dục phải tự hào về thầy cô giáo của mình. Cho năm nay chúng tôi đã biên soạn một cuốn sách Gương mặt giáo dục Việt Nam, giới thiệu hơn 100 thầy cô giáo và một số em học sinh sinh viên giỏi của cả nước để vào năm học này. Mỗi một trường cũng có điều kiện để soi rọi những tấm gương của nước cũng như khẳng định vị trí thầy cô của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy rằng trách nhiệm người thầy bây giờ vừa là tấm gương đạo đức nhưng đồng thời có một vai trò đặc biệt trong công tác giáo dục thời đại hiện nay, đó là tấm gương về tự học. Có đạo đức tốt nhưng phải tự học tốt. Vì chỉ có thầy cô giáo tự học tốt mới dạy được trò tự học như thế nào. Và cuối cùng là thầy cô giáo cũng nên là tấm gương về sáng tạo. Đất nước ta đã phát triển được 4.000 năm luôn luôn trong điều kiện là khó khăn và bị nước lớn hơn, mạnh hơn, gây khó khăn. Nhưng chúng ta vươn lên không phải bởi chúng ta giàu về vật chất mà trước hết bằng cái kiên cường và sáng tạo. Thì bây giờ mức sống còn thấp hơn, điều kiện kinh tế thấp hơn, cái đòi hỏi là sáng tạo, học tập không ngừng, giúp chúng ta thoát nghèo, trở thành những nước phát triển cùng các cường quốc Nam Châu trên thế giới.
Thưa Bộ trưởng, xin được hỏi thêm Bộ trưởng một câu ngắn đó thôi ạ. Liệu trong tương lai gần chúng ta có những cái thay đổi thêm về mặt tiền lương hay những cái cơ chế cho các cái dấu cho những thầy cô giáo đang giảng dạy không ạ? Và theo thống kê của các nước thì lương giáo viên phổ thông là gấp cái thu nhập quốc gia đầu người từ 2 đến 3,3 lần. Đó. Ở ta hiện nay thì chưa đạt được mức đó, mới đạt khoảng một nửa. Xét một cách tổng quát thì thu nhập thực chỉ chưa đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho các nước thì cũng còn thấp. Hiện nay có hai hướng giải quyết. Hướng thứ nhất là đối với các cái trường trong hệ thống công lập thì đang làm cái dự án để chính phủ trong tháng 9 này tham khảo ý kiến, đó là có cái tăng lương giáo viên trong hệ thống công lập. Nhưng khả năng thứ hai đó là không chỉ phổ thông mà đại học, đó là chúng ta sẽ tăng học phí. Nhưng tăng học phí với một nguyên tắc là thế này, để đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho học trò. Và học phí đó theo nguyên tắc là phù hợp với thu nhập của người dân chi trả được. Ở mỗi một địa phương theo thu nhập bình quân thì học phí phù hợp với đó. Đồng thời có hai cái cực. Cực thứ nhất là những học sinh nào mà gia đình thu nhập dưới mức bình quân mà địa phương chọn là học phí được giảm hoặc miễn học phí. Đảm bảo ở những bậc giáo dục chúng ta cam kết thì không vì nghèo mà không được đi học. Thứ hai là do chúng ta điều kiện kinh tế cũng hạn chế thì cái chất lượng phổ thông ở mỗi giai đoạn là tối thiểu phải phấn đấu. Nhưng ở những gia đình họ có thu nhập cao hơn, họ muốn đóng góp nhiều hơn để những cái trường cung cấp dịch vụ cao hơn, chúng ta cũng chấp nhận. Như vậy là học phí thì có mức bình quân chi trả được, người nghèo được miễn và giảm, và cũng chấp nhận là ai có khả năng đóng góp thì có cái trường chất lượng cao hơn. Cũng phải nói thật rằng giáo dục là một quá trình phát triển với đất nước, và chúng ta dành cái khả năng tối đa để chăm sóc cho giáo dục. Còn ở bậc đại học thì cũng xin thông báo là cách đây là 4 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới ký một cái chỉ thị rất đặc biệt cho ngành đại học và dạy nghề cả nước. Đó là từ năm học này trở đi, chúng ta triển khai mạnh mẽ hệ thống cho vay để học đại học cũng như học nghề, đảm bảo mỗi học sinh của đất nước chúng ta khi được giấy gọi đậu đại học thì luôn luôn học được, không vì nghèo mà không học đại học được. Nếu nghèo thì được học bổng để đóng học phí và sinh sống, và sau tốt nghiệp rồi đi làm trả lại tiền. Có thể nói đây là một trong tin vui rất lớn của năm học này đối với tất cả những người Việt Nam nói chung và những bạn sinh viên năm nay cầm tờ giấy được gọi vào học đại học và cao đẳng cả nước. Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng, xin cảm ơn các vị khách mời. Và trong lúc chúng ta trao đổi thì chị Kim Ngân đã xuống dưới sân khấu để có thể mang tiếp thêm những câu chuyện về việc dạy và học ạ. Xin mời chị Kim Ngân. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với cuộc vận động 2.0 thì năm học 2007-2008 sẽ có rất nhiều điểm mới. Chẳng hạn như là năm 2008 thì các môn toán, sinh học, vật lý, ngoại ngữ, hóa học, vân vân sẽ được thi trắc nghiệm cả ở bậc trung học phổ thông cũng như là thi đại học. Và ngay cả những môn mà các em học sinh vốn quan niệm là phải viết rất là dài, phải nhớ kỹ và nhớ chính xác như là môn lịch sử thì cũng sẽ được tiến hành thi trắc nghiệm. Điều đó đặt ra yêu cầu là phương pháp dạy cũng sẽ phải thay đổi. Và tôi đang đứng cạnh chị Thu Hà, giáo viên trường trung học cơ sở Trưng Vương, một người đã có rất là nhiều nỗ lực trong việc là đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao cái khả năng và cái hiệu quả tiếp thu của các em học sinh. Xin chào chị Thu Hà. Được biết là chị vừa là cô giáo dạy văn, vừa là cô giáo dạy sử. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi một chút cái kinh nghiệm chị đã đổi mới cái phương pháp giảng dạy như thế nào? Tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi tôi được giảng dạy trong một ngôi trường giàu truyền thống. Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương chúng tôi năm nay kỷ niệm đúng tròn 90 năm. Và đây cũng là một ngôi trường rất đặc biệt, bởi vì là trường chúng tôi đã 5 lần được đón Bác Hồ về thăm khi người còn sống. Và vì vậy nếu nói những cái thành tích thì quả thực so với những đồng nghiệp của tôi, những thế hệ đi trước và các đồng nghiệp của tôi trong ngành giáo dục, ví dụ như những tấm gương mà tôi vừa được xem trong những phóng sự vừa rồi, thì tôi quả thật thấy rằng là mình chưa làm được cái gì cả. Và trong quá trình lên lớp thì tôi luôn chỉ có một cái điều tâm niệm và cố gắng là cố gắng làm sao để những học sinh của tôi đầu tiên là đỡ cảm thấy sợ khi phải học văn và học lịch sử, với đây cũng là một cái điều mà chúng ta rất là cần phải nói đến. Và cái thứ hai nữa là dần dần các em sẽ cảm thấy thích
học những cái môn học khoa học xã hội này. Và ví dụ như đối với môn văn của tôi thì thực ra có một cái thực trạng là những học sinh ở thành phố thì các em rất ít có cái điều kiện để có thể tiếp xúc được với cái cuộc sống và cái thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta. Và vì vậy cái vốn sống của các em cũng có những cái hạn chế, và cái điều đấy nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc cảm nhận và cái việc học văn. Và vì vậy là một cái kinh nghiệm cũng hết sức đơn giản, và tôi nghĩ rằng là ai trong chúng ta có thể đã làm và đã làm tốt, đó là tôi luôn tận dụng mọi cơ hội, mọi điều kiện để các em có thể có cái sự quan sát đối với cuộc sống bên ngoài. Tôi lấy ví dụ như ở trường chúng tôi thì có vì một ngôi trường rất lâu đời, thành ra có rất nhiều cây và những cái hàng cây rất to và rất đẹp. Và vì vậy là đôi khi trong những giờ nghỉ giải lao, và thậm chí là đôi khi trong những cái giờ học và có cái không gian rất là đẹp, với tôi cùng với cả các em quan sát cái thế giới thiên nhiên xung quanh qua những cái ô cửa nhỏ và qua cái hành lang thôi. Và tôi nói với các em rằng cô thấy trong những bài văn của các con thì bao giờ các con cũng biết là khi mà mùa thu đến thì có rất nhiều lá vàng rơi, nhưng các con thử nhìn xem những chiếc lá vàng ở trên cây ngoài kia có phải tất cả đều cùng chung một màu vàng hay không, hay nó có những cái sắc vàng khác nhau. Và từ đấy thì các em quan sát và thấy rằng là nó có rất nhiều những cái sắc vàng khác nhau, mang những cái sắc màu khác nhau và có cái vẻ đẹp khác nhau. Và tôi thấy là các em không, từ những cái ví dụ rất giản đơn như thế thì tôi thấy là các em gần xa với cái văn mẫu đi, sẽ nó cái bài văn nó có cái sự sáng tạo của riêng mình. Tức là cố gắng để cho các em cảm nhận thực tế cuộc sống ạ. Thế còn với môn sử thì sao ạ? Về môn lịch sử thì mọi người thường nghĩ rằng và thường quan niệm rằng văn tức là người, nhưng tôi cũng có một cái suy nghĩ rằng dạy lịch sử cũng chính là dạy cách làm người. Và vì vậy là trong những cái giờ lịch sử thì tôi quả thật là cái quan tâm hàng đầu của tôi không phải là để các em nhớ được tất cả những cái kiến thức lịch sử hay những cái sự kiện lịch sử, mà cái quan tâm lớn nhất của tôi chính là truyền cho các em cái cảm hứng lịch sử và cái tình cảm lịch sử trong những bài học ấy. Và cái khả năng tự học về kiến thức thì tôi quan tâm đến khả năng tự học, và bởi vì tôi nghĩ rằng nếu như có tình cảm và nếu như có được một cái niềm say mê, một cái niềm tự hào và một cái niềm kiêu hãnh thực sự với những gì mà cha ông ta đã làm được, thì chính cái điều đấy sẽ thôi thúc các em cái khả năng tự học và thôi thúc các em nhớ và thích môn lịch sử, và cái bài học nó sẽ hiệu quả hơn. Tôi thấy là có nhiều em học sinh khi mà được phỏng vấn thì có nói là em rất là muốn những bài lịch sử được minh họa cụ thể thì em dễ nhớ hơn, thì không biết là chị có làm điều này không ạ? Vâng ạ, ở trường chúng tôi thì trường chúng tôi cũng là một trong những ngôi trường của thành phố Hà Nội luôn cố gắng về đổi mới phương pháp giảng dạy. Và một trong những cái hình thức để cái quá trình đổi mới ấy được đạt cái hiệu quả cao chính là sử dụng cái phương tiện dạy học sao cho hiệu quả và hợp lý nhất. Thế thì trường Trương Vương chúng tôi cũng là một trong những ngôi trường đầu tiên của thành phố đưa cái phần mềm vi tính vào giảng dạy trong những tiết học, và hiện nay chúng tôi có rất nhiều cái phần mềm vi tính giảng dạy ở các bộ môn, và điều này làm học sinh vô cùng là thích thú và cái giờ học cũng hấp dẫn hơn rất nhiều. Vâng, tôi tin rằng là với cách làm như vậy thì học sinh sẽ rất là tiếp thu bài giảng thật là nhanh. Thưa chị Thu Hà, nếu như mà bây giờ còn một cái tâm tư gì đó mà chị mong muốn để làm sao nâng cao được cái chất lượng dạy và học thì đó sẽ là gì ạ? Trong những năm vừa qua, quá trình đổi mới của ngành giáo dục nước ta, tôi thấy chúng ta đã làm rất là nhiều. Tôi chỉ lấy ví dụ một cái khía cạnh là ví dụ như chương trình sách giáo khoa. Thì chương trình sách giáo khoa môn ngữ văn của chúng tôi chẳng hạn thì đã có rất nhiều đổi mới. Ví dụ như là sự tích hợp giữa các phân môn. Ví dụ như sách giáo khoa đã đưa vào những cái dạng văn bản rất gần gũi và thiết thực đối với cuộc sống, ví dụ như các kiểu văn bản nhật dụng. Tuy nhiên tôi vẫn muốn có một cái mơ ước, một cái mong muốn nữa, tức là làm sao giá như cái nội dung chương trình trong sách giáo khoa sẽ được giảm bớt đi một chút để chúng tôi, những học sinh của chúng tôi có thể có nhiều thời gian hơn để các con thực hành. Và khi thực hành được như thế thì cái kỹ năng, các kỹ năng nghe nói đọc viết sẽ, các con sẽ thành thạo và sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Chị Kim Ngân ạ, chị Kim Ngân, không biết chị có nhớ không, hôm trước chúng ta có nói chuyện này với chị Thu Hà và có hẹn chị rằng là ở đây có nhà giáo dục, giáo sư Văn Như Cương. Dạ. Nếu mà khó khăn gì có thể hỏi kinh nghiệm của ông về những cái chuyện tăng tiết thế nào, rồi làm sao để truyền tải một bài giảng tốt hơn. Chị Thu Hà hoàn toàn có thể hỏi được. Vâng, tôi cũng đang định truyền tải câu hỏi này tới các vị khách mời, có lẽ là chị Hà cũng đang muốn lắng nghe đúng không ạ? Dạ, vâng ạ, tôi rất muốn lắng nghe về vấn đề này. Chị có thể hỏi đi ạ, tâm tư của chị thế nào?
Vâng ạ, như vừa nãy tôi nói thì tôi muốn là cái chương trình sách giáo khoa nếu như có thể giảm tải bớt một chút nữa, bởi vì nó cái chương trình đã có rất nhiều đổi mới và có rất nhiều cái hay rồi, nhưng giáo viên chúng tôi vẫn mơ ước là có thêm những cái thời gian để học sinh có thể thực hành các kỹ năng nghe nói đọc viết thì sẽ tốt hơn, và như thế thì các em sẽ cảm thấy là thích thú hơn và nó thực tế hơn, thiết thực hơn đối với cuộc sống sau này của các em. Vâng, các vị khách mời và anh Xuân Tùng suy nghĩ thế nào ạ? Vâng, Bộ trưởng muốn trả lời câu hỏi của chị. Trước hết là chúng tôi cảm ơn ý kiến chân thành của cô giáo. Thì với nhiều môn học trong chương trình chúng ta, năm vừa qua mới trải qua năm thứ nhất và năm thứ hai theo chương trình. Thì thông thường chúng ta biết là giống như mình tập xe đạp ấy, mới chưa tập thì thấy rất là khó. Lần đầu tiên thấy hơi khó, một tuần sau thấy nó dễ. Cho nên để đánh giá được một chương trình cũng có một thời gian tối thiểu được vận hành thử. Nhưng mà sau khi vận hành rồi phải nghe ý kiến những người trong cuộc là thầy cô giáo. Cho nên vừa qua bước đầu thì bộ có làm một cái đề tài nghiên cứu và đánh giá cái mức độ phù hợp của các cái môn học từ lớp 1 đến lớp 6 của một số môn. Và qua đó thấy rằng có nhiều môn thì mức độ phù hợp cao, nhưng cũng có những môn có lúc đến 30% ý kiến cho rằng là nặng. Đó. Cho nên là với cái kết quả bước đầu thì năm nay bộ đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn có một đánh giá toàn diện hơn là tất cả các môn chúng ta đã bước vào đổi mới vừa qua, từ đó có cái kiến nghị điều chỉnh phù hợp. Đồng thời là từ năm học tới thì hàng năm sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về sách giáo khoa và đồ dùng học tập để nghe ý kiến các thầy cô, để chúng tôi xin hứa rằng góc độ quản lý sẽ lưu tâm thỏa đáng vấn đề này và rất mong được các thầy cô góp sức để điều chỉnh cái chương trình cho phù hợp. Mục đích của chúng ta là giảng dạy có hiệu quả và thông qua ý kiến thầy cô để làm cho hiệu quả hơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Thế còn thưa giáo sư, ông có chia sẻ gì ví dụ như là cái chuyện ít thời gian quá để truyền tải bài như là chị Thu Hà vừa đề cập? Vâng, nói chung thì cái chương trình vừa qua đối với cấp 3 thì mới thực hiện đến năm thứ 11. Nhưng cũng có một số ý kiến về một số môn nào đó là nặng nói chung, mà đặc biệt là đối với phụ huynh và học sinh. Thế nhưng mà tôi nghĩ có hai cái vấn đề đặt ra là thế này. Chúng ta đang xây dựng một cái chương trình và sách giáo khoa cho khoảng 10 năm đến 12 năm, chứ không phải là dùng mấy năm rồi lại bỏ. Cho nên nếu chúng ta phải tính đến 12 năm, 10 năm sau đây, nếu mà với một cái khối lượng như thế thì nó có phù hợp hay không, hay là chúng ta lại phải bổ sung. Cho nên nếu bây giờ viết một cái chương trình nó quá nhẹ thì đến 12 năm nữa giải quyết như thế nào. Thứ hai là chúng ta phải nhận thức là so cái nội dung chương trình của ta và đối với các nước chung quanh ấy, chưa nói thế giới, những nước gần ra đây nhất thì cũng không phải là nặng. Cái nặng chủ yếu của chúng ta là ít thì giờ. Ở đây thưa Bộ trưởng là ví dụ như môn toán mà cơ bản là chỉ có 3 tiết một tuần, trong lúc thế giới là thường là 6 tiết đến 8 tiết. Nhưng bởi vì người ta học 2 buổi thì người ta có thể tăng tiết, nhưng ta không thể học 2 buổi cấp 3 trường trung học phổ thông được. Bởi vì nếu học 2 buổi thì lập tức cái số phòng học trong toàn quốc phải nhân lên gấp đôi, số thầy của mình gấp đôi. Ta chưa có đủ điều kiện ấy, cho nên ta chỉ học một buổi. Mà một buổi thì chỉ có 3 tiết toán. Thế thì với khối lượng 3 tiết toán thì rất khó để mà thực hiện cái chương trình hiện nay mà chúng ta đang dạy. Cho nên tôi đề nghị là phải có một số các biện pháp để tăng thời lượng. Tăng thời lượng. Chẳng hạn như là chúng ta không học được 2 buổi một tuần thì việc gì mà thì chúng ta không nên kéo dài cái kỳ nghỉ hè đến 3 tháng. Bởi vì người ta học 2 buổi một tuần thì người ta có thể nghỉ 2 tháng hay là hơn. Nhưng chúng ta mỗi ngày chỉ có học đến trường chỉ có một buổi thì có lẽ chúng ta không nên nghỉ hè đến 3 tháng. Mà nếu chỉ nghỉ hè đến 1 tháng hoặc tháng rưỡi thì chúng ta có thêm cái thời lượng như hiện nay thì rất tốt. Đây là một số suy nghĩ bước đầu của tôi. Nhưng mà nói chung thì tôi nghĩ rằng là ta phải tìm cách khắc phục để tạo điều kiện tự học cho học sinh ở nhà, giảm bớt cái việc thầy phải dạy ở trên lớp để có thể thực hiện được cái chương trình đó trong cái thời gian mà tương đối ngắn. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của giáo sư Văn Như Cương. Và bây giờ đến tiến sĩ Vương Quân Hoàng, đến lúc tôi khai thác anh như đã hẹn đấy ạ.
Thanh Hoàng có một điều tôi muốn hỏi. Kinh nghiệm của anh ở các nước ở các nước mà có nền giáo dục tiên tiến phát triển thì rất là nhiều, và sắp tới thì chúng ta sẽ tiến hành thi trắc nghiệm. Anh quan niệm thế nào về vấn đề này? Bản thân tôi thì tôi thấy cũng cái việc thi trắc nghiệm là một cái việc cũng diễn ra rất nhiều ở các hệ thống giáo dục khác nhau. Ở mình đây thì cũng là năm vừa rồi là bộ có giới thiệu vào cho một số môn, và tôi có đọc trên báo chí thì có thể sẽ mở rộng ra hơn nữa cái phạm vi. Đấy, chắc chắn là sẽ có những cái biện pháp là vừa thử nghiệm vừa đo đếm hiệu quả, thì chuyện đấy tôi nghĩ là thuộc về chuyên môn quản lý. Tuy nhiên là ngay bản thân đối với các trắc nghiệm thì có mấy cái lợi ích rất là rõ là cái sức ép làm bài trong cái khoảng thời gian nó đỡ đi, tức là bản thân cái việc ngồi thi nó đỡ căng thẳng đi cho cái người đi thi. Việc thứ hai là đối với việc chấm điểm nó cũng làm giảm rất nhiều công sức của người chấm, bởi vì nếu ngân hàng đề tốt và cái khả năng sử dụng máy tính tốt ấy, thì rất là tiện lợi. Và điều thứ ba là cái việc soạn bài của giảng viên cũng đỡ hơn. Tôi lấy ví dụ là cái khả năng mà làm gian lận là rất khó. Vì nếu tôi có 25 câu hỏi chẳng hạn, như tôi vẫn soạn nên tôi có thể đổi khoảng 6 đề, thì khó cách gì mà nếu chỉ báo với nhau cái này cái kia thì khó mà có thể gian lận được. Đấy là cái ở bậc cao hơn. Tuy nhiên là tôi cũng không nghĩ là có thể dùng một biện pháp này để hoàn toàn thay thế một biện pháp khác. Chẳng hạn như các vấn đề thuộc về logic này, tự luận và viết là những cái kỹ năng rất là căn bản con người, và cũng có thể nói là sau này là những kỹ năng kiếm sống hơn nữa. Chúng ta biết là viết là cả một nghề. Nghề văn, nghề báo, thậm chí là những người làm khoa học cũng phải viết những cái bài luận để hoặc là viết những cái đề xuất để có thể nhận được tiền nghiên cứu chẳng hạn. Thì như vậy không đơn giản chỉ là cái chuyện là trắc nghiệm không đâu. Và nếu có thì nó là một biện pháp bổ sung có thể 50% hoặc lớn hơn 50%, nhưng có lẽ là những kỹ năng thi truyền thống là vẫn rất có giá trị. Và cụ thể là các nước phương Tây họ vẫn giữ. Tôi lấy ví dụ là trong một cái cấu phần của bài thi có thể là đến 50% là của phần trắc nghiệm, và 50% còn lại họ sẽ có nhiều hình thức hơn. Có rất nhiều cách động viên khác nhau, chẳng hạn như là nếu như giáo viên được quyền tự chủ nhiều hơn ở các bậc học cao hơn thì hoàn toàn có thể giao người ta làm những cái luận, và những cái luận đấy có thể được đánh giá bằng công chúng xã hội, bằng những bài báo được đăng hoặc bằng rất nhiều biện pháp khác nhau. Thế thì không việc gì mà phải chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào một phương pháp cả. Theo tôi đây là một sự kết hợp và nó sẽ có lợi hơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Vương Quân Hoàng. Thưa quý vị các bạn, chúng tôi có chuẩn bị một món quà dành tặng cho các thầy các cô nhân ngày khai trường. Đó là bài hát lúc nãy tôi đã nói tôi rất thích, bài hát Người Giáo Viên Nhân Dân. Xin mời ca sĩ Lan Anh. Xanh tươi
Cảm ơn ca sĩ Lan Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, có một con số mà Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã vừa cập nhật tới chúng ta cách đây ít phút của chương trình, nhưng chúng tôi vẫn muốn được nhắc lại, đó là sau hai đợt thi tốt nghiệp lần 1 và lần 2, tính đến thời điểm này chúng ta có 1/5 thí sinh chưa tốt nghiệp. Đối với toàn ngành giáo dục thì đây là một tín hiệu đáng mừng, nhưng có lẽ trong trái tim, trong tình cảm của mỗi chúng ta, và đặc biệt là với những gia đình có con em chưa tốt nghiệp, thì kết quả này không khỏi không để lại những day dứt và lo lắng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên cả nước là 67,5%. Năm ngoái, con số này là 92%. Số thí sinh trượt tốt nghiệp lên tới trên 400.000 em. Dù trước kỳ thi này, cuộc vận động 2.0 đã được toàn ngành giáo dục thực hiện quyết liệt và người ta có thể dự báo trước được sự nghiêm túc của kỳ thi, nhưng số thí sinh bị trượt lên tới hơn 400.000 em vẫn làm sững sờ nhiều nhà giáo, nhiều nhà quản lý giáo dục và dư luận. Có nhiều tỉnh thành chỉ vẻn vẹn 14% đỗ, thậm chí nhiều trường không có nổi một học sinh nào đỗ tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc mang theo nhiều tâm trạng khác nhau về một kỳ thi nghiêm túc, nhưng hầu hết các phụ huynh dù buồn và có phần xót xa về kết quả của con em mình, nhưng họ vẫn cố gắng chăm chút cho con em mình có được điều kiện học tập tốt nhất. Cuộc vận động 2.0 đối với ngành giáo dục thì là rất tốt. Theo quan điểm của chúng tôi, không nên chạy theo thành tích mà phải đánh giá thực chất của tất cả các cháu, làm sao cho nó thật là công bằng. Hai nữa là không có chạy theo thành tích mà là đánh giá đúng thực chất của cháu. Các cháu học như nào đánh giá thế, và tôi chấp nhận là học thì có đỗ có trượt, chứ không phải là cứ học là cứ đánh giá 100% lên lớp. Sau cuộc vận động như thế thì chứng tỏ là những cái việc làm của Bộ Giáo dục làm để tránh tiêu cực thì đã có kết quả rất tốt ạ. Và em cảm thấy như thế là đấy là một cách học thật ạ. Theo mình nghĩ nó cũng không phải gây ra một cái cú sốc, mà đó đấy nó mới là chọn ra những nhân tài, vì đấy là những người nó có năng lực. Những biện pháp được coi là quyết liệt của ngành giáo dục sẽ tiếp tục được áp dụng trong năm học mới. 2.0 sẽ được nâng lên thành 4.0, nói không với ngồi nhầm lớp và nói không với đạo đức nhà giáo. Điều này cũng có nghĩa là một năm học mới sẽ khắt khe hơn đối với tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh. Tuy nhiên, điều đáng mừng là mọi người đều đồng tâm với cuộc vận động 4.0 của ngành giáo dục. Tôi không buồn bởi vì là con tôi thực sự nó học như thế, tôi chấp nhận như thế. Mà kể cả là con tôi sau này không đỗ đại học hay đi bất cứ làm việc gì thì tôi thấy là thế rất là thoải mái. Vì là kiến thức của con mình như thế mà không nhất thiết là cứ phải là phải học đỗ trường nọ trường kia thì mới là tốt, bởi vì thực sự là nếu mình con mình không có khả năng thì cũng không nên cho làm những nghề mà kiến thức nó không có. Như vậy thì em sẽ có cơ hội để biết được cái lực học thật của mình. Em rất đồng tình với cả cuộc vận động đó, tại vì qua cuộc vận động đó thì giúp học sinh nhìn nhận được cái kiến thức của mình, và từ đó thì rút ra được các phương hướng cho tương lai. Những đổi mới của ngành giáo dục đã và đang lấy lại được niềm tin của người dân. Vì thế, họ có quyền hy vọng vào những điều ở phía trước mà ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện. Vâng, thưa Bộ trưởng, có lẽ là giờ phút này rất nhiều các bậc phụ huynh và các em học sinh đang chờ đợi và mong muốn được lắng nghe Bộ trưởng trao đổi về vấn đề là Bộ đã có cái định hướng xử lý như thế nào với số lượng khá lớn các em học sinh chờ tốt nghiệp ạ. Dạ, trước hết là chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô trong hè qua đã lao động vất vả. Cảm ơn phụ huynh và các em học sinh đã nỗ lực học và thi lại. Cho nên như vậy là 43% trong số 400.000 ta tốt nghiệp trung học phổ thông.
Và vấn đề thứ hai là những em còn lại có hướng phát triển như thế nào? Thì có hai hướng, một là học tiếp, hai là đi học nghề. Học tiếp thì có bốn khả năng. Một là nếu các em thấy có nguyện vọng có thể học lại đầy đủ tất cả các môn ở trường cũ. Và chúng ta không có quy định cái tỷ lệ lưu ban bao nhiêu. Như vậy là nếu mà có nguyện vọng thì có thể học lại. Nhưng cũng có nhiều em chọn con đường khác là vì nhiều môn các em học tốt rồi, các em sẽ chỉ xin trường, mà cái này thì các sở đã có cái chương trình là bồi dưỡng hàng tuần một số buổi cho những môn yếu thôi để năm sau các em thi lại. Khả năng thứ ba là các em có thể học hệ bổ túc văn hóa với số môn ít hơn ở cái điều kiện khác. Và cái thứ tư, như em nào thấy là tự tin tự học là chính thì vào cuối tháng 4 và tháng 5 năm sau các trường tổ chức chính thức luyện thi bồi dưỡng các em này để thi. Như vậy là học tiếp thì có bốn khả năng như vậy. Còn về học nghề thì những em đã học hết chương trình lớp 12 nhưng nếu chưa có bằng tốt nghiệp thì vẫn có thể học nghề ở cái hai phương thức. Phương thức thứ nhất là vào những cái chương trình đòi hỏi chỉ hết lớp 9. Thì như vậy các em học ở đây thay vì là 3 năm có thể chỉ 2 năm là xong vì các em được miễn rất nhiều môn văn hóa học thêm. Còn khả năng thứ hai là chúng tôi đang bàn đó là ở những cái ngành học nghề mà cần phải tốt nghiệp phổ thông nhưng các em tuy chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng trong 4 môn mà cái nghề này cần các em lại đạt điểm hết rồi thì các em vẫn có thể được học và trong quá trình học thì bổ túc tiếp để có thể lấy được nghề. Cách đây 4 ngày chúng tôi có thăm một trường dạy nghề ở Đồng Nai. Một trường này dạy làm nghề sửa xe máy, dạy theo 5 mô đun, 5 tháng. Và các em học ở đây hầu hết là không quá lớp 10, chỉ lớp 9, lớp 8 trở xuống. Nhưng sau 5 tháng học ra vẫn hành nghề được. Điều đó đem lại cho tôi niềm tin với kiến thức trung học cơ sở. Có quyết tâm chúng ta vẫn có thể có nghề tự nuôi sống được. Có một các em học ở đó thì sau khi học xong 5 mô đun về kỹ thuật, học mô đun thứ 6 là về kinh doanh và đứng ra mở một cái tiệm bán phụ tùng xe máy Vũng Tàu thì một tháng thu nhập là 30 triệu đồng. Đấy là tuy ví dụ ít nhưng phải nói rằng là không nhất thiết phải hết lớp 12 mới có thể có nghề, có thể bước vào đời. Cảm ơn Bộ trưởng. Thưa Bộ trưởng, tuy nhiên là cũng phải có một cái thực tế công nhận là không phải ở nơi nào thì những trường dạy nghề rồi cái việc dạy nghề nó cũng gọi là hoàn mỹ như thế. Ngay sau đây thì chúng tôi có một phóng sự ngắn được thực hiện về thực trạng của những cái trường dạy nghề ở Việt Nam của chúng ta hiện nay. Mặc dù đã trở thành trường cao đẳng nhưng cơ sở đào tạo này vẫn mang dáng dấp của một trường trung học dạy nghề hơn là một trường cao đẳng. Những khối nhà được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước vẫn được sử dụng làm giảng đường cho nhiều thế hệ học sinh sinh viên. Cái tên cao đẳng điện tử điện lạnh và sự lên cấp từ trường trung học dạy nghề lên thành cao đẳng dường như vẫn không đủ sức tạo nên sự thu hút đối với người học ở một thành phố lớn như Hà Nội. Lãnh đạo nhà trường cho rằng ở Hà Nội học sinh không muốn đi học nghề mà nhất quyết là phải vào đại học, dù là trường công hay trường dân lập thì vẫn là đại học. Bởi vậy, tiếng là trường của thủ đô, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hà Nội, nhưng học sinh chủ yếu của trường lại là ngoại tỉnh, và việc huy động học sinh ngoại tỉnh đến học là nhiệm vụ chính của trường. Thì đối với các em có nguyện vọng vào trường hệ cao đẳng thì chúng tôi được chỉ tiêu là 320 học sinh có hộ khẩu Hà Nội. Đợt 1 thì trên cơ sở trúng tuyển của chúng tôi thì chúng tôi đạt được 210 em. Như vậy là còn thiếu hơn 100 học sinh. Trong khi đó, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vốn là một trung tâm đào tạo nghề thuộc vào diện lớn nhất ở miền Bắc và cũng mới được nâng cấp lên đại học, nhưng cũng đang phải đối mặt với tình trạng không cân đối trong đào tạo nghề hiện nay. Trong số gần 1 vạn chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay thì riêng hệ cao đẳng đại học đã chiếm tới khoảng 50%. Nếu kể thêm cả hệ liên thông thì số học sinh muốn vào đại học của trường luôn nhiều hơn số học sinh học nghề và tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng trong những năm tới. Chúng tôi cái số lượng học sinh đang học nghề thì chúng tôi có từ 500 đến 600 là cái số đào tạo là dài hạn đấy, không kể đào tạo 1 tháng 2 tháng các em ra trường, cái đó chúng tôi không tính. Thì còn đại học chúng tôi chỉ có khoảng hơn 1.000 thôi. Mà bản thân các em cũng muốn, tức là coi như vậy là được học ở cái cấp cao hơn, ví dụ như cao đẳng hoặc đại học. Tuy rằng các em cũng xác định rằng là dù rằng học đại học nhưng sau này làm nghề người ta cũng vẫn cứ muốn như thế. Nhưng hiện nay thì tôi cho rằng các em đang băn khoăn ở cái khía cạnh này. Vốn đã khó khăn trong việc thu hút người học, nhưng một phần không thể không nhắc đến đối với các trường dạy nghề hiện nay, đó là chưa thích ứng được với nhu cầu của xã hội.
Hầu hết học sinh trường nghề ra trường khi đi tuyển dụng, các doanh nghiệp đều phải đào tạo lại là một thực tế. Các trang thiết bị dạy học cho đến giáo trình, giáo án trong các trường dạy nghề đều đã lạc hậu. Tâm lý thích vào đại học cộng với sự chậm trễ, ít đổi mới của các trường nghề đã dẫn tới tình trạng thừa thầy, thiếu thợ ở nước ta. Theo thống kê, hiện nay Việt Nam đang có khoảng 42 triệu người trong độ tuổi lao động, nhưng chỉ có khoảng 27% trong số này được đào tạo nghề. Như vậy là có trên 70% số người lao động Việt Nam hiện đang đi làm nhưng lại không có một nghề nghiệp nào trong tay. Sự bất cập về tỷ lệ sinh viên và học sinh học nghề thì vẫn cứ tồn tại trong suốt nhiều năm qua. Thưa Bộ trưởng, như vậy là rõ ràng hệ thống các trường dạy nghề cũng cần cái sự quan tâm hơn nữa của Bộ, đúng không? Đúng là cái phát triển nghề nghiệp, giáo dục nghiệp thì chưa đáp ứng cái mong mỏi của những người quản lý, của nhân dân và nền kinh tế. Nó có cả hai phía. Một là cái truyền thống hiếu học của mình thì hết sức là quan trọng, phải đẩy mạnh hơn nữa. Nhưng mà cũng đừng đưa tới mức cực đoan rằng chỉ có vào đại học thì mới là hiếu học, mà chỉ có vào đại học mới là có tương lai. Cái này phải cần có điều chỉnh. Và thực tế là nhu cầu nền kinh tế về nhân lực cũng không phải chỉ cần những người đại học. Cái cơ cấu nó có cái quy luật khách quan. Chẳng hạn như là Singapore, một cái nước có nền kinh tế phát triển cao hơn chúng ta rất nhiều, thu nhập đầu người một năm so với chúng ta gấp khoảng 30 đến 40 lần. Nhưng mà 100 em tốt nghiệp lớp 12 chỉ có 36, 35 em vào đại học thôi. Còn 65 em vẫn đi học nghề và học trung cấp. Thì đấy là cái cơ cấu kinh tế như vậy. Còn trở lại chúng ta thì cũng có thực tiễn là cái chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế. Do đó mà học ra rồi, trình độ hạn chế làm thu nhập không có cao, người ta không thấy vui vẻ với cái đó. Mặt khác thì với điều kiện hiện nay, nếu mà để đóng học phí đầy đủ, để học nghề có chất lượng cao thì cũng khá là tốn kém. Vừa rồi chúng tôi có đi thăm một số trường cao đẳng ở Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương. Những trường cao đẳng mà dạy kỹ thuật tốt thì chi phí đạt từ 500.000 đến 900.000 đồng một tháng. Đấy là chi phí đào tạo. Nhưng mà các em chỉ đóng 100 đến 120.000 thôi. Thế nếu mà ở nơi nào muốn giữ cái trường đó thì phải có người tài trợ là ủy ban chẳng hạn, phải bù lỗ mỗi em là 400.000 một tháng. Thì nếu kéo dài cái đó làm không được. Như vậy chúng ta về mặt hình thức đứng trước một cái vòng luẩn quẩn. Dựa vào khả năng đóng tiền thì đóng ít. Đóng ít thì đào tạo chất lượng thấp ra không có việc làm, không ai muốn học. Thì phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này. Thì phá bằng cái nào? Là chính bằng cái tinh thần mà ngày hôm nay Thủ tướng đã ký một cái chỉ thị. Đó là bên cạnh cái việc tạo cái vay để học đại học thì cũng sẽ hình thành hệ thống cho vay để học trung cấp, học nghề. Chẳng hạn như học cao đẳng trung cấp có thể trả 400-500 nghìn, thì lúc đó chất lượng mới tốt. Thì tiền đấy ở đâu? Là vay để học. Và như vậy cái cơ sở đào tạo phải gắn với thực tiễn theo phương châm là đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội, và thể hiện thông qua cái tỷ lệ học sinh học xong có việc làm. Thì như vậy cái việc cấp học bổng, xin lỗi là cấp cái vay để học nghề, nó cũng gắn một cái tiêu chí học ở cái trường nào. Trường nào mà đào tạo có cái tỷ lệ việc làm cao thì học sinh vào đó sẽ được cấp cái học vay để học. Còn nếu đăng ký học ở cái trường mà đào tạo ra không việc làm thì không nên đăng ký trường như vậy. Thì sắp tới thiết kế hệ thống là gì? Cho vay để học để trường có đủ chi phí đào tạo chất lượng tốt hơn. Đồng thời nhà trường gắn với doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu. Thì cái này đến trước 30 tháng 11 thì Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội phải trình Thủ tướng Chính phủ cái đề án là phát triển giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu của xã hội. Chúng ta có thể được nghe cái quan điểm rất là thẳng thắn và thấu đáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo. Thưa tiến sĩ Vương Quân Hoàng, xin được hỏi thêm anh một câu. Những sinh viên mà anh giảng dạy ở nước ngoài, ở bậc đại học mà anh đang giảng dạy ở Bỉ rồi ở Mỹ, thì họ quan niệm thế nào, rồi xã hội ở đấy họ quan niệm thế nào về cái đầu ra cấp 3, cấp học quan trọng mà chuyển lên trên đại học? Họ có đằng này như chúng ta không, rồi cái vấn đề dạy nghề của họ ra sao? Tôi thì tôi không phải là được tiếp xúc nhiều với cái người học ở cấp 3 ra, mà thực ra là với sinh viên các cấp nhiều hơn. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì như tôi đã nói lúc trước ấy, là cái chuyện thực học với thực nghiệp của họ là có lâu đời lắm rồi. Mà ngay một cái quốc gia ở Đông Á này như là nước Nhật, mà từ cái thời ông Fukuzawa Yukichi được xem là một trong những người đưa nước Nhật mà tiến đến cái trạng thái văn minh như ngày hôm nay ấy, là ông cũng đẩy mạnh
liên tục đẩy mạnh cái tư tưởng là thực học để có thể xây dựng những cái giá trị mới để có thể nuôi sống bản thân, chứ không phải là chỉ thuần túy là để lấy bằng cấp và theo đuổi quan tước, tức là từ bỏ cái hệ thống nho học của Nhật ngày xưa. Thế và cái việc đấy thì thực ra là ngay như người Nhật là đi học, và học nói cũng rõ luôn là học ở các nước phương Tây, là cái nước mà cái những cái hệ thống suy nghĩ của người ta là tương đối khác biệt, kể cả về mặt triết lý sống lẫn cách thức mà con người giao tiếp trong xã hội. Thế và ở đấy thì cái chuyện đi học nghề không có gì ghê gớm cả. Tôi có gặp một anh thợ điện thì anh bảo anh sửa điện ở nhà một người bạn ở Bỉ. Thì khi anh sửa thì có hỏi anh tôi không học gì cả. Thế bảo làm bao lâu thì ông bảo là làm được khoảng 25-26 năm rồi. Thế bảo tại sao không học, bởi vì điều kiện hoàn toàn để học được, chi phí cũng không phải đắt ở những cái trường công mà cũng không phải là quá khó khăn gì. Thì ông bảo là không, làm như này sống tốt và có tích lũy thì thôi, cũng không có nhu cầu đi học nữa, con cái học là chuyện của con cái. Thế và họ không lấy làm quá nặng nề chuyện đấy. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vương Quân Hoàng. Thưa quý vị, thưa các bạn, lắng nghe những ý kiến của Bộ trưởng cũng như là sự chia sẻ của các nhà khoa học thì có lẽ chúng tôi hy vọng rằng là tất cả những em học sinh đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp cũng như là các em sẽ bước qua kỳ thi này sẽ có một định hướng đúng đắn và thực tế hơn về tương lai của mình. Trong xã hội của chúng ta thì nghề nào cũng có những vị trí riêng, nhưng nó chỉ thực sự trở nên cao quý khi mỗi người đảm nhận vai trò sẽ hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vẫn biết rằng nói điều này thì dễ, nhưng để thay đổi một lối mòn trong tư duy mà nhiều khi chính chúng ta không ý thức được thì không phải là vấn đề đơn giản. Và cũng không phải chỉ riêng các em học sinh mà ngay chính các bậc phụ huynh cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Có lẽ quý vị cũng đồng cảm với chúng tôi rằng không có gì đẹp hơn là một thời tuổi trẻ được sống đầy hoài bão, đầy khao khát với một định hướng tương lai đúng đắn. Xin cảm ơn các vị khách mời đã làm chương trình với cả chúng tôi. Gió trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me, em và lá tung tăng như loài chim đen và đã hót giữa phố nhà. Ông cụ xem trong tay bên đề quá rộng, tuổi thân kia nêu dấu dưới ngôi trường kia. Em là đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà. Trời tự do yêu.
bao mơ ước tuổi học trò. Cảm ơn Thùy Linh và Tốt Múa. Thưa quý vị, thưa các bạn, buổi sáng ngày mai thì 22 triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới. Mỗi ngày khai trường không chỉ đánh dấu một chặng đường học tập mà còn đánh dấu một chặng đường khôn lớn và trưởng thành. Có lẽ vì vậy mà dù là những em nhỏ lần đầu tiên cắp sách tới trường hay những người đã rời xa đèn sách thì khi nhớ về ngày này vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi, hân hoan và xúc động. Cùng với tiếng ve, cùng với hoa phượng, từ bao giờ tiếng trống trường đã trở thành điểm về trong ký ức của bất cứ ai đã từng đi qua thuở học trò hồn nhiên và mơ mộng. Tiếng trống trường lớp 1 thì em có cảm giác là nó là một cái sự bắt đầu cho tất cả 12 năm của học sinh. Thì có cảm giác nó rất là, đối với nó rất là xúc động, rất là bất ngờ và có một cái gì đấy tự hào đó. Vì từ bây giờ thì mình đã học sinh rồi. Tiếng trống trường nó như là một cái gì đó nó rất là quen thuộc nhưng mà cũng rất là thiêng liêng gắn bó. Thấy nó có cái gì đấy nó rộn rã, nó khó tả lắm. Cảm thấy nó có cái gì đấy nó như là một cái gì mới lạ, mình như là bước vào một cái thế giới mới. Rất là khó tả. Cứ mỗi mùa khai giảng thì tôi cũng rất là xốn sang khi mà nghe những cái tiếng trống trường, nó vừa thúc giục vừa như là kêu gọi, vừa như là chào đón, nhưng mà cũng đồng thời là những cái trách nhiệm của một năm học mới. Trong 10 năm em đi học ở bên nước ngoài thì em biết là em không còn nghe được tiếng trống trường nữa. Em muốn ngày mai khai giảng em được nghe nó lần cuối cùng. Là một lần khi vào tiết toán, cô ra một bài toán rất là khó và em ngồi nghi mãi không thể ra được. Và rất là may lúc đó bác bảo vệ đánh một tiếng trống
rất là to. Em phát hiện bây giờ là giờ ra chơi và cô cho cả lớp ra chơi. Chính vì tiếng trống đó đã cứu thoát em khỏi cái bài toán khó đấy. Và em rất muốn cảm ơn bác bảo vệ và cái trống trường ạ. Bất cứ nhà trường nào, công viên gì trường này, tất cả những cái tiếng trống trường trong cái ngày khai giảng đều gây một cái ấn tượng rất mạnh mẽ cho cả thầy và bà trò. Nó nhắc nhở thật nhiệm vụ của thầy, nhiệm vụ của trò, trách nhiệm của nhà trường đối với việc đào tạo thế hệ trẻ. Mỗi khi nghe tiếng trống trường vào năm học mới ạ, em thấy nó như là thúc giục mình phải cố gắng vươn lên trong trăm năm học tiếp theo ạ. Thì năm nào cũng thế, đến cái dịp này là chuẩn bị khai giảng của tiếng trống trường, bây giờ nó cũng làm cho mình có một cái tâm trạng rất là xúc động và nhớ về cái tuổi còn đất tiếng trường. Mỗi tiếng trống là một lần như là nhắc nhở em phải vào vạch xuất phát và chuẩn bị cho một cuộc đua mới ở mỗi một ngôi trường mới, mỗi một năm học mới. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân lên sân khấu với thông điệp ngày khai trường. Ngày mai là mùng 5 tháng 9 năm 2007, cả nước sẽ có 1 triệu em 6 tuổi đi khai giảng và học lớp 1 lần đầu tiên trong cuộc đời. Xin thay mặt cho 1 triệu thầy cô giáo cả nước, thay mặt cho các bậc phụ huynh học sinh, chúc các em ngày mai khai giảng bước vào lớp 1 có một kỳ khai giảng đầu tiên, một năm học đầu tiên trong đời mình vui tươi, bổ ích, khỏe mạnh và chăm ngoan. Thông điệp thứ hai, chúng tôi muốn gửi tới tất cả các em học sinh, các bạn sinh viên, phụ huynh và đồng bào rằng chưa bao giờ sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước chúng ta có cơ hội phát triển như ngày hôm nay. Vì chưa bao giờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với giáo dục lớn như bây giờ. Chưa bao giờ cơ hội hợp tác quốc tế phát triển giáo dục thuận lợi như bây giờ. Chưa bao giờ sự quan tâm của nhân dân đòi hỏi chúng ta phải đổi mới, và chưa bao giờ ngành giáo dục đào tạo cũng quyết tâm đổi mới như bây giờ. Giáo viên, thầy cô giáo, học sinh sinh viên, phụ huynh, chúng ta mỗi người hãy làm phần việc của mình để nắm lấy thời cơ đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày càng phát triển. Thông điệp thứ ba, cuối cùng nhân dịp khai giảng là chúng tôi xin được phép thay mặt cho những người được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ lãnh đạo ngành giáo dục bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn nỗ lực không ngừng, hy sinh âm thầm của 1 triệu thầy cô giáo phổ thông và dạy nghề, của 50.000 thầy cô giáo đại học cao đẳng đã gắn bó với nghề, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo nhân lực cho đất nước. Các thầy cô giáo hãy tự hào về nghề nghiệp của mình, luôn luôn xứng đáng là tấm gương về đạo đức, về tự học và sáng tạo. Chúc tất cả chúng ta có một năm học mới, sáng tạo, đổi mới, thành công và hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn thông điệp của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Chắc chắn là thông điệp của Bộ trưởng sẽ tiếp thêm một nguồn sinh lực mới và một nguồn niềm phấn khởi thật đặc biệt cho tất cả các học sinh trước thềm năm học mới. Chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh đã cùng có mặt cho trường quay S9 và theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ EVN Telecom và Thiên Long đã tài trợ cho chương trình. Vâng, có lẽ lời cuối cùng, xin chúc toàn thể các bạn học sinh ngày mai bước vào năm học mới, một năm học hứa hẹn nhiều thành công, và các thầy cô giáo sẽ có một năm dạy thật tốt.
như rộn ràng mùa xuân đang tới, khắp non sông tưng bừng câu ca chào quê hương vào trăm năm mới với tương lai sáng rực muôn hoa. Chào mùa xuân đang tới, mang ước mơ chúng ta ngàn đời cùng quê hương rực rỡ gắn hoa. Trong tim dòng máu anh hùng dựng xây tổ quốc của ta, bay lên đi nói giống phía rồng, nào bay lên con cháu lạc hồng mang theo trong tim dòng máu anh hùng dựng xây non sông Việt đang